Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 116, Sơ cuồng tiên khoái tai kỳ kiếm, tập 117, Bách luyện linh thi, tập 118, Bảo khí trên người mục hy, tập 119, Ngọc bội chân linh thần huyết, tập 120, Tô dịch ra tay thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nàng 15 tuổi chứng đạo tông sư, 17 tuổi vào cảnh giới tiên thiên võ tông, 19 tuổi phong vương, được coi là ngạo thế kỳ tài đại trung ngàn năm qua. Nhưng hôm nay, trong chín vương khác họ, trẻ tuổi nhất là Mộc Hy, hắn so với Vũ Lưu Vương trẻ hơn 5 tuổi. Tuy luận tới chiến tích, thiên phú và tu vi, thoạt nhìn kém hơn Vũ Lưu Vương. Nhưng không có ai dám kinh thường người trẻ tuổi này. Dù sao, một vị vương khác họ 23 tuổi, đủ để xấu hổ chết tuyệt đại đa số nhân vật tông sư thế hệ trước của thế gian này. Tiểu vương gia cũng đến lúc này rồi, người cũng nên nói, chúng ta lần này đến huyết đổ yêu sơn này là muốn làm cái gì chứ? Bộc ấp chịu đựng thống khổ nói. Mộc Hy nghĩ nghĩ, nói, theo tin tức ta đạt được ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này chôn giấu một di tích thần bí cổ xưa trong đó rất có thể phong ấn trọng bảo di tích thần bí bộc ấp không khỏi giật mình trách không được người không động học cung cùng lưu dương học cung cũng đều đến đây thì ra đều là vì thế mà đến đến cũng không chỉ bọn họ những người này trong mắt một khi nổi lên từng tia từng luồng ánh sao nói ta có dự cảm lần này trong huyết đồ yêu sơn chắc chắn rất náo nhiệt trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia chờ mong rất nhanh tiếng lẩm bẩm đứt quãng kia biến mất không thấy Ninh tự họa và thân cửu tung đều nhẹ nhàng thở ra. Khi nhìn thấy tô dịch như không có việc gì đứng ở nơi đó, hai người không khỏi ngần ra, gã này chưa gặp phải ảnh hưởng. Đạo hữu chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Ninh tự họa như có chút suy nghĩ. Tô dịch thản nhiên nói, nếu ta phỏng đoán không sai, vừa rồi tiếng lầm bầm quỷ dị kia, hẳn là lực lượng một tòa cấm trận phóng ra dao động. Dao động của lực lượng cấm trận. Ninh tự họa nheo đôi mắt đẹp, vậy theo đạo hữu thấy, tòa cấm trận này phẩm giai cỡ nào, lại là ra từ tay nhân vật loại cảnh giới nào. Tô dịch lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là và cấm trận này rất có thể ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này, hơn nữa tu vi người bố trí trận này, hẳn có tu vi không kém gì cấp bậc linh đạo. Tu sĩ linh đạo, trong lòng ninh tự họa chấn động, con đường tu hành, chia ra võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, quyền đạo bốn giai đoạn lớn. Võ đạo tứ cảnh, được gọi cảnh giới phàm tục, chỉ có bước vào con đường nguyên đạo mới có thể được gọi là tu sĩ, có thể ăn gió uống xương, nhịn hẳn không ăn con đường nguyên đạo chia ra ít cốc nguyên phủ tụ tinh ba cảnh giới. Ở trên thương thanh đại lục, có thể bước vào con đường nguyên đạo, đã được gọi là lục địa thần tiên, là tồn tại như thần tiên trong mắt người thế tục. Toàn bộ cảnh nội đại chu, tồn tại lục địa thần tiên, cũng chỉ ít ỏi một số người mà thôi. Đều là phân bố ở 10 đại học cung, hoàng cung, tiềm long kiếm tông, ngọc kinh thành những nơi này. Mà linh đạo, thì ở trên nguyên đạo, kẻ bước vào con đường linh đạo, lại được gọi là đại tu sĩ, chia ra hóa linh linh tướng linh luân ba đại cảnh giới đừng nói ở cảnh nội đại chu dù là đặt ở trên thương thanh đại lục mênh mông vô ngần kẻ bước vào con đường linh đạo cũng cực kỳ hiếm thấy theo ninh tự họa biết cũng chỉ có cảnh nội đại hạ quốc gia tu hành thật sự của thương thanh đại lục có một ít lời đồn mờ mịt có liên quan với tu sĩ linh đạo trước mắt ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này thế mà lại nghi là tồn tại một tòa cấm trận thần bí do tu sĩ linh đạo bố trí thế này bảo ninh tự họa sao có thể không cả kinh thân cửu tung thì có chút ngẩn ra nói xin hỏi tô công tử cái gì gọi là tu vi linh đạo tôi Dịch thuận miệng nói, một con đường tu hành trên nguyên đạo. Thân cửu tung đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hít vào thật sâu, ra đầu phát tê. Đối với hắn nhân vật chư hầu như vậy mà nói, tự nhiên rõ, lục địa thần tiên đó là tu sĩ đặt chân con đường nguyên đạo. Nhưng hắn lại vẫn là lần đầu nghe nói, ở trên nguyên đạo, lại còn có con đường cao hơn. Hắn theo bản năng nhìn về phía ninh tự họa, lại thấy người sao vẻ mặt như thường, hiển nhiên cũng là sớm rõ bí mật này. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi xôi trào một phen, lúc này mới chợt ý thức được, vô luận là ninh tự họa bên người hay là vị tô công tử 17 tuổi này trên người sợ là có bí mật hắn không thể hiểu biết đi thôi tô dịch không muốn chỉ hoãn thời gian nữa lập tức tiến lên đoàn người lập tức hành động dọc theo đường đi vẫn thỉnh thoảng sẽ gặp được từng đợt yêu thú xâm nhập tuy rất phiền toái một chút nhưng còn không uy hiếp đến bọn họ hơn nữa từng xem bản đồ gia thú võ linh hầu trần trinh vẽ làm bọn họ dọc theo đường đi tránh được rất nhiều khu vực trướng khí bao trùm khói độc tràn ngập thẳng đến sau khi tiến lên ba canh giờ nữa thân cửu tung đã lộ ra nét mệt mỏi một thân lực lượng tiêu hao thật lớn dọc theo đường đi ra tay săn giết yêu thú hầu như là một mình hắn ninh tự họa ngẫu nhiên sẽ ra tay giúp về phần tô dịch luôn chắp tay sau lưng chưa từng săn giết một con yêu thú nào không phải không muốn hỗ trợ cũng không phải lười mà là hắn đang tích tụ lực lượng đang chờ đợi yêu thú bậc tám trở lên xuất hiện nhưng thẳng đến trước mắt dọc theo đường đi cũng chỉ thấy được hơn 10 con yêu thú bậc bảy căn bản là không có bóng dáng yêu thú bậc tám Điều này làm tô dịch cũng có chút không biết nói gì. Chúng ta tạm thời dừng nghỉ ngơi một phen, trên đường kế tiếp, đến lượt ta tới giết địch. Ninh tự họa mở miệng. Thân cửu tung trượt cảm thấy thoải mái, cũng không chối từ, lấy ra một bình đan dược bắt đầu bổ sung lực lượng tiêu hao. Tô dịch thì dừng chân ở trên một tảng đá, đánh giá xung quanh. Chỉ thấy bầu trời bao trùm sương mù máu nồng đậm đỏ sẫm, phóng mắt nhìn, trong núi sông phụ cận trong hư không đều bay từng tia từng làn sương mù màu đỏ tươi làm trời đất tối tăm nặng nề đáng tiếc linh dược dọc theo đường đi chứng kiến đều bị khí huyết sát nhộm đẫm không thể thu hái lợi dụng tô dịch có chút tức nuối không chỉ linh dược trong cơ thể yêu thú dọc theo đường đi gặp được cũng đều bị những lực lượng huyết sát đó ăn mòn linh tài có thể lợi dụng trên người cũng bị ô nhiễm trở nên không có giá trị gì nữa thu hồi ánh mắt tô dịch từ trong mặt ngọc bội lấy ra ghế mây lười biếng nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần thấy một màn như vậy ninh tự họa không khỏi buồn cười một trận gã này không khỏi cũng quá biết hưởng thụ rồi thế mà còn mang theo bên người một cái ghế mây thời gian trôi qua từng chút một một canh giờ sau thể lực thân cửu tung đã khôi phục lại toàn người đang định khởi hành đột nhiên một chuỗi tiếng gầm rú như sấm rền vang vọng ở trong trời đất một cái trước mắt này cả tòa huyết đồ yêu sơn đều tự như chấn động theo núi sông chớp lên đất đá cỏ cây ầm ầm rơi ngay sau đó có tiếng gầm gừ lúng cuống bất an của yêu thú không ngừng vang vọng lộ ra hương vị như kinh hoàng điên cuồng ầm 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 như có động đất xảy ra tiếng nổ vang nặng nề chấn động đại địa rung chuyển không biết bao nhiêu tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đập cây cối sụp đổ khói bụi tràn ngập tô dịch ngay lập tức từ trên ghế mây đứng dậy ánh mắt nhìn quét xung quanh thoáng cảm ứng nói một luồng lực lượng chấn động này tựa như là đến từ sâu trong lòng đất huyết đồ yêu sơn này chẳng lẽ nói thời điểm năm ngày trước võ linh hầu trần trinh chính là phát hiện động tĩnh lạ như vậy mới sẽ quyết định một mình tiến vào huyết đồ yêu sơn này điều tra ninh tự họa gật đầu nói rất có khả năng càng ngày càng thú vị rồi bên dưới huyết đồ yêu sơn này hẳn là phong ấn một lực lượng cực kỳ đáng sợ mà chúng ta lúc trước nghe được tiếng lầm bầm quỷ dị này thì đến từ một tòa cấm trận dao động Tôi dịch ánh mắt thâm thúy suy đoán vậy chỉ có một loại khả năng đó là cấm trận ở sâu trong huyết đồ yêu sơn chính là vì phong ấn một lực lượng đáng sợ kia mà bố trí đổi lại mà nói huyết đồ yêu sơn gần đây xuất hiện khác thường rất có thể chính là lực lượng bị phong ấn ở sâu trong lòng đất kia xuất hiện biến hóa lạ ý đồ từ trong một tòa cấm trận chấn áp kia thoát vây Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung cũng không khỏi động dung, bọn họ không ngờ, Tô Dịch lại có sức quan sát cùng kiến thức sâu sắc như thế. Từ trong tiếng lầm bầm quỷ dị kia, khiến hắn suy đoán ra đây là dao động đến từ lực lượng một tòa cấm trận. Mà bây giờ, từ trong tiếng nổ vang nặng nề như sấm kia, thì khiến hắn suy đoán ra dưới huyết đổ yêu sơn phong ấn một lực lượng đáng sợ. Hơn nữa, còn bởi vậy tiến một bước suy đoán ra một tòa cấm trận kia là chuẩn bị vì chấn áp một lực lượng đáng sợ kia. Mà tất cả cái này, là ninh tự họa và thân cửu tung đều không nghĩ đến càng đừng nói bởi vậy làm ra suy đoán thế này bảo hai người lại nào có thể không kinh ngạc trong lúc nhất thời hai người cũng không khỏi may mắn lần này may mắn mời tô dịch tham dự vào nếu không bọn họ sợ là căn bản đều không phát hiện được trong một màn động tĩnh quỷ dị khác thường này sẽ cất dấu huyền cơ như thế đạo hữu có biết lực lượng bị phong ấn kia rốt cuộc là cái gì hay không ninh tự họa không khỏi hỏi tô dịch bật cười nói ta cũng không phải thần toán tử sao có thể biết những thứ này dừng một chút hắn nói chẳng qua xem động tĩnh này lực lượng bị phong ấn kia phu luận là bảo vật nào đó hay là sinh linh còn sống nào đó nhất định không giống người thường còn người ninh tự họa và thân cửu tung cùng co lại nếu là trọng bảo vậy tự nhiên là tạo hóa to lớn nhưng nếu là sinh linh còn sống nào đó vậy chỉ sợ cũng là một hồi tai họa không thể biết trước ầm ầm trời đất chấn động tiếng nổ vang thật lâu không dứt bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một chàng tiếng rít bén nhọn chói tai chỉ thấy một đám mây đỏ như che cả bầu trời hướng bên này nhanh chóng lướt đến nhìn kỹ đó thế mà lại là mấy trăm hơn một ngàn con chim hung dữ màu máu đôi cánh dài hơn một trượng như đồng màu đỏ đúc thành tỏa ra hào quang của ngọn lửa hai bóng như lưỡi đao sắc bén màu vàng mà đầu của nó thì như quỷ vật dữ tợn mặt xanh nhanh vàng con ngươi màu đỏ tươi phát ra tiếng hót chói tài khó nghe như lưỡi mác mà sát quỷ diện huyết diêu diều hâu máu mặt quỷ con người ninh tự họa hơi ngưng trọng đây là một loại hung cầm bậc bảy trời sinh có thể thao túng sóng lửa hung áp bất thường hơn nữa phi độn ở không trung đủ để uy hiếp đến nhân vật cảnh giới tông sư tầng 1. Đáng sợ nhất là, quỷ diện huyết diêu là xuất hiện thành đàn, đó quả thực như một đám tông sư biết bay xuất hiện. Chạy mau! Thân cửu tung cũng phát tay ra đầu, sắc mặt thay đổi. Một khi bị mấy trăm hơn một ngàn quỷ diện huyết diêu này vây khốn, dù là nhân vật cảnh giới tông sư tầng 5, không chết cũng phải bị thương nặng. Hơn nữa, quỷ diện huyết diêu là có tiếng không cần mạng, phàm là mục tiêu bị chúng nó nhằm vào, tuyệt đối là không chết không thôi. Ninh tự họa cũng bắt đầu sinh ý lui, không muốn dây dưa với hung cầm như vậy nhưng ngay lúc này tô dịch lại cười lên rốt cuộc đụng phải một ít đối thủ đáng để chém giết điều này bảo trong lòng hắn làm sao có thể không vui vẻ rưỡi thật dài cái lưng mỏi tô dịch nói lũ nghề xúc này giao cho ta giải quyết đợi lát nữa các người giúp ta sưu tập cái mỏ nhọn của bọn nó là được còn chưa dứt lời bóng người hắn nhóng lên một cái bỗng nhiên lao lên lên đón vua áo bào xanh phần phật bóng dáng tô dịch tung người tới đỉnh một ngọn núi keng một tiếng ngự huyền kiếm đã nắm trong tay phải tùy ý mà đứng Sáng vẻ như trích tiên không hề gò bó khi tức trên người tàn mát ra thì như thần kiếm trên không mũi nhọn ngạo thế ninh tự họa ngẩn ra muốn nói lại thôi cái này bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong lòng thân cửu tung căng thẳng đây chính là mấy trăm hơn một ngàn con quỷ diện huyết diêu nhưng thoạt nhìn tô dịch không những không sợ ngược lại một bộ dáng thấy cái mình thích là thèm tô đạo hữu không phải người tầm thường cho nên hắn làm việc cũng không phải tầm thường có thể so sánh chúng ta cứ đợi một chút xem đi ninh từ họa nói khẽ ầm uhm. quỷ diện huyết diêu che cả bầu trời như đã gào thét mà đến đôi cánh mỗi con như thiếu đốt phóng ra sóng nửa nóng rực đốc cháy nơi chúng nó đi qua nham thạch cỏ cây đều hóa thành cho tàn cảnh tượng làm người ta sợ hãi keng ngay lúc này một tiếng kiếm ngân mát lạnh vang vọng trời đất tô dịch dừng chân đỉnh núi tay áo bảo phồng lên dao động ngự huyền kiếm chống trời đâm ra nhất thời một đạo kiếm khí màu xanh như giải lụa dài mười trượng lướt ra quét ngang bầu trời phốc 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 trong trước mắt đàn quỷ diện huyết diều mấy trăm hơn một ngàn con bị xé rách ra một lỗ thủng phàm là bị kiếm khí quét chúng thân thể đều chia năm xẻ bảy như tờ giấy máu tươi cùng lông chim điêu linh nhất thời rơi xuống một kiếm tùy tay thế mà lại một lần chém hơn hai mươi con quỷ diện huyết diều có thể so với tông sư tầng một nhưng cũng bởi vì một kiếm này đã hoàn toàn chọc giận đại quân quỷ diện huyết diều kia lũ hung cầm không sợ chết này đều phát ra tiếng rít như cắn xé bằng tai lông vũ toát thân điên cuồng đánh ra ầm ầm xa xa nhìn mấy trăm hơn một ngàn hung cầm như một cơn bão lửa che cả bầu trời hướng Tô dịch ở đỉnh núi thổi quét tới một màn cỡ đó thân cửu tung nhìn mà kinh hãi toát mồ hôi lạnh trái tim cũng treo ở cổ họng ninh tự họa cũng hơi nhíu mày bàn tay nắm chặt thanh diễm tàn nguyệt kích tính lúc cần thiết cho tô dịch sự giúp đỡ nhưng lúc này tô dịch đứng trên đỉnh núi lại tràn đầy tư thái ngông cuồng phóng túng hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài liên tiếp vùng ngự huyền kiếm trong tích tắc từng đạo kiếm khí càn quét xuất hiện có cái như kéo lên nước tinh hà khuyên thiên phúc địa có cái như kiếm phá sơn hải thẳng tiến không lùi có cái trói mát như nhật nguyệt quang minh vạn trượng có cái phân chia trong đục không đâu không phá có kiếm như mưa to tầm tã tuần tra thập phương bao phủ bắt cực có cái mỗi một đạo kiếm khí đều bày ra một loại thần vận độc đáo đủ để lay động thế gian uy năng khó lường tuyệt không thể tả đây là huyền bí của đại khoái tay kiếm kinh mà nay bị tô dịch lấy từ thái phóng túng phô trương suy diễn ra hết quanh bóng người cao của hắn đều quanh quẩn kiếm khí như cá bơi lấp lánh trong suốt trong suốt tinh thuần ngự huyền kiếm ở trong tiếng ngân leng keng kiếm khí chém ra đều mang theo những tia đạo vận huyền diệu thần bí dẫn tới khi từng đạo kiếm khí kia ngang trời nghiễm nhiên bày ra rất nhiều hiện tượng lạ không thể tưởng tượng mà ở dưới sát phạt cỡ này một đám lại một đám quỷ diện huyết siêu bị chém giết chi gãy cánh tàn bay tứ tung tiếng thét chói tai thê lương không dứt bên tai mưa máu ràn rụa một màn cỡ này thân cửu tung nhìn mà váng đầu hoa mắt tâm thần run rẩy. Ở trên tiệc trà Tây Sơn, Tô Dịch đã từng bày ra chiến lược đủ để kinh thế hãi tục, mạnh như tần trường sơn cảnh giới tông sư tầng năm, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Tô Dịch lúc này hoàn toàn khác, hắn như một vị kiếm tiên sơ cuồng phóng túng, ở trên đỉnh núi sát phạt chinh chiến, khi kiếm khí tung hoành, hiển lộ hết phong thái ngạo nghễ, tư thái bay cao, bá đạo, sắc bén đó hoàn toàn không giống với khí chất lạnh nhạt xuất trần lúc bình thường kia của hắn. Tựa như tiên trong con người, phung kiếm như vảy mực, giết đến trời đất xoay chuyển, mưa máu khắp núi sông. Cái này, thân cửu tung lâm vào trong rung động thật sâu, đây mới là uy thế thật sự khi chiến đấu của tô dịch sao. Ninh tự họa cũng gây ra ở đó. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tô dịch thần thái phô trương như vậy, bục lộ sắc bén như kiếm, tràn đầy phong phạm một kiếm trong tay, vô địch ngạo nghễ. Chém, chém, chém. Đỉnh núi, tô dịch giết đến nổi hứng, hoàn toàn không giữ lại, một thân trình độ kiếm đạo tật tình suy diễn. Một mình nuốt hết hạo nhiên khí, thở ra ngọn gió cả đời khoái thay tinh túy của đại khoái tay kiếm kinh đó là tự tại tiêu dao như gió không gò bó chỉ cầu một cái khoái thay cùng sảng khoái khi thể xác và tinh thần đều hòa vào kiếm đạo khiến kiếm khí cỡ đó cũng có thêm một thần vận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa lại sắc bén vô cùng chỉ một lát sau đại quân mấy trăm hơn một ngàn con quỷ diện huyết siêu tựa như cơn bão lửa kia đã bị kiếm khí vô song kia giết cho không tụ thành quân xác chết dày đặc lẫn ở trong mương máu như tháp nước rào rào rơi xuống khiến trong trời đất đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm không tan ra được đến cuối cùng hơn trăm con quỷ diện huyết diêu còn sót lại thế mà sợ tới mức hốt hoảng bỏ chạy tiếng kêu thê lương hoàng sợ điều này làm ninh tự họa và thân cửu tung đều một vẻ mặt gặp quỷ không phải nói quỷ diện huyết diêu không sợ chết sao không phải nói chúng nó hung hãn không sợ chết không chết không ngừng sao sao lại bỏ chạy rồi đỉnh núi tô dịch cũng ngần ra một phen trên ý thiêu đốt như lửa trong ánh mắt từng chút một mất đi khôi phục trong vắt trên người uy thế bừa bãi phóng thích kia cũng theo đó thu lượng biến mất trong lòng hắn thì có chút tiếc nuối còn chưa hết thèm. Yêu thú bậc bẩy này, trung quy vẫn là hơi yếu nha. Phu, phun một ngụm khí đục ngầu thật dài, ánh mắt Tô Dịch đảo qua xác quỷ diện huyết diêu trồng chất khắp nơi khu vực phụ cận, không chần chờ nữa, ngồi khoanh chân, bắt đầu tính tu. Một trận chiến này, tuy chỉ duy trì một lát, nhưng lại khiến hắn tiêu hao rất lớn. Ninh tự họa nhìn Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền một cái thật sâu, nói với thân cửu tung bên người, hỗ trợ chút, thu thập bỏ nhọn của lũ quỷ diện huyết diêu kia. Nghe vậy, thân cửu tung lúc này như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần vội vàng bắt đầu cùng nhau hành động với ninh tự họa chỉ là trong lòng hắn lại không cách nào bình tĩnh một trận chiến này đại quân quỷ diện huyết diêu mênh mông cuồn cuộn thế mà lại bị một mình tô dịch giết cho không tụ được thành quân cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của hắn dù sao ai có thể ngờ được một thiếu niên tụ khí cảnh sẽ có được trình độ kiếm đạo khủng bố đến không thể tưởng tượng bực này ninh cung chủ sao ta cảm giác tô công tử tựa như tiên nhân trên trời chuyển thế quả thực không giống người trong thế tục này vừa sưu tập mỏ của quỷ diện huyết diêu thân cửu tung trung quy vẫn không nhịn được thấp giọng nói ninh tự họa ngần ra ánh mắt vi diệu hỏi ngược lại ngươi cảm thấy trên trời thật sự có tên nhân sao thân cửu tung cười khổ lắc đầu nói ai biết được trên thân mỗi người đều có bí mật của mình thế gian này cũng chưa bao giờ thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ thần bí khó lường ninh tự họa nói chờ ngươi khi nào đặt chân con đường tu hành nguyên đạo liền sẽ rõ cái gọi là lục địa thần tiên cũng chỉ là xưng hô trong thế tục này mà thôi đặt ở trong mắt đại tu sĩ thật sự con đường nguyên đạo đơn giản là bước đầu tiên siêu thoát trên phàm tục mà thôi thân cửu tung im lặng theo tô dịch ninh tự họa cùng nhau hành động đến nay tuy thời gian rất ngắn nhưng lực lượng cùng nhận biết đối với tu hành hai người bày ra một lần lại một lần tấn công nhận biết của hắn đảo điên tưởng tượng của hắn hắn lúc này mới ý thức được cho dù mình là một phương chư hầu tôn quý nắm giữ quyền to thế tục nhưng ở trên đường tu hành trung quy vẫn là quá nông cạn vô tri mùi vị đó như ở trước mắt mở ra một cánh cổng hoàn toàn mới thấy được một thế giới hoàn toàn mới kỳ quái rung động cùng trùng kích có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu hồi lâu sau thân cửu tung có chút không kiềm chế được cảm xúc trong lòng thấp giọng hỏi ninh cung chủ người nói thân mỗi đời này có cơ hội trở thành tu sĩ thật sự không ninh tự họa ngần ra một phen ý vị sâu xa nói bằng chính người đi cố gắng có lẽ chỉ có một chút hy vọng nhưng nếu có người nguyện ý thuận tay kéo người một cái chỉ bước vào con đường nguyên đạo mà thôi tuyệt không nói chơi trong lòng thân cửu tung chấn động ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tô dịch ngồi thiền ở đỉnh núi hồi lâu sau hắn khom người vái ninh tự họa nói đa tạ ninh cung chủ chỉ điểm thân mỗ hiểu rồi ninh tự họa không nhiều lời nữa có một số lời có thể điểm đến là rừng thân cửu tung có thể nắm bắt được cơ hội như vậy hay không còn phải xem tâm tư của tô dịch sau nửa canh giờ hai người từ trong từng đống xác kia sưu tập được hơn 500 cái mỏ quỷ diện huyết diêu đầy đủ không tổn hao gì ánh vàng rực rỡ trồng chất thành một ngọn núi nhỏ đây là một loại linh tài bậc ba hiếm thấy mài thành bột phấn có thể làm thuốc cũng có thể dùng để luyện khí tạo ra dụng dụng tầm bổ linh tính của binh khí đặt ở đại chu chỉ là một đống mỏ như thế này cũng có thể đổi được ít nhất 100 khối tam phẩm linh thạch đỉnh núi nơi xa tô dịch hãy còn đang ngồi thiền cả người quanh quẩn những tia đạo cương im lặng bất động như bàn thạch ninh tự họa và thân cửu tung thấy vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi qua nửa canh giờ nữa còn chưa đợi được tô dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại giữa trời đất nơi xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió ninh tự họa dương mắt nhìn lại chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa ba bóng người lướt tới bên này cầm đầu là một ông lão tay cầm thức ngọc đầu đội mũ cao râu tóc bay bay tiên phong đạo cốt mặt mũi hiền lành bên trái là một người trung niên gầy gò lưng đeo song kiếm vai rộng vòng eo nhỏ mắt sắc bén như chim ưng con người khi khép mở có ánh chớp lóe lên phía bên phải là một nam tử tay cầm trường thương mặc áo bào đen làn da trắng nõn khoảng ngoài ba mươi tuổi cả người tràn đầy thiết huyết khí lạnh lẽo. Khi nhìn thấy ba người này, Ninh tự họa nhất thời có chút bất ngờ. Nàng liếc một cái đã nhận ra, ông lão đầu đội mũ cao, tay cầm thức ngọc cầm đầu kia, chính là cung chủ lưu dương học cung vương thuần độ. Một vị tiên thiên võ tông vô lộ cảnh thật sự. Hai người khác là ai? Ninh tự họa thấp giọng truyền âm. Lưng đao song kiếm, là phó cung chủ lưu dương học cung hiên du long. Thân cử tung nói nhanh, tay cầm trường thương, là hoài dương hầu lạc trinh. Ninh tự họa ngẩn ra, nói, hoài dương hầu là một trong năm vị chư hầu kia từ Ngọc Kinh Thành Tô Gia đi ra. Đúng vậy, nghe nói Lạc Trinh này khi còn trẻ đã đi theo ở bên người Ngọc Kinh Thành Tô Hoàng Lễ làm việc, hắn 15 năm trước, bước vào cảnh giới Tông Sư, 8 năm trước lấy tu vi Tông Sư tầng 4, được sắc phong làm hoài dương hầu. Thân cửu Tung nói, người này tính tình trầm ngưng, sát phạt lạnh lùng tàn khốc, mấy năm nay ở trên chiến trường biên Thùy Lập không ít công tích lừng lẫy, thực lực cực kỳ cường hãn. Vừa nói đến đây, vương thuần độ dâu tóc bay bay, tiên phong đạo cốt còn chưa đến, đã xa xa cao giọng mở miệng, Ninh Công Chủ, đã lâu không gặp, còn chưa dứt lời, ba người bọn họ đã tới giữa sân. Ánh mắt đảo qua sát quỷ diện huyết diêu đầy đất, trong ánh mắt ba người đều không khỏi lộ ra một mảng kinh ngạc. Ninh tự họa lạnh nhạt nói, không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được người lão gia hỏa này. Tuy bị gọi là lão gia hỏa, Vương Thuần Độ lại không thèm để ý, cười ha ha nói, ta cũng không ngờ, Ninh Công Chủ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, sẽ đến huyết đồ yêu sơn này, chẳng lẽ cũng là vì một cơ duyên kia ở chỗ sâu trong ngọn núi này mà đến. Ninh tự họa thản nhiên nói, xem như vậy. Vương thuần độ cười cười, giới thiệu, Ninh cung chủ, vị này là phó cung chủ Lưu Dương học cung ta Hiên Du Long, vị này là Hoài Dương Hầu Lạc Trinh. Hiên Du Long lưng đao song kiếm ôm quyền trào, hiên mỗ ra mắt Ninh đại nhân. Ninh tự họa trước mắt, tuy bộ dạng non nớt như thiếu nữ, nhưng Hiên Du Long lại không dám bất kính. Đây chính là một vị nhân vật thần bí như truyền kỳ, Điều đại chu quốc sư Hồng Tham Thương đánh giá là một thân như yêu, không thể tùy tiện đánh giá. Huống chi, lấy thân phận Ninh tự họa, đủ có thể ngồi ngang hàng với Vương Thuần Độ, Hiên Du Long cũng không thể bất kính. Ninh tự họa gật gật đầu, chưa nói gì. Mà lúc này, Hoài Dương Hầu Lạc Trinh cũng ôm quyền chào, lời ít mà ý nhiều nói, Lạc Trinh, ra mắt Ninh Cung Chủ. Ninh tự họa cũng gật đầu thể hiện, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nàng trước giờ không thích hàn huyên cái gì với người xa lạ. Nhưng ai ngờ, Lạc Trinh nghĩ chút, lại nói, "Ta nghe chủ thượng nhà ta nói, Ninh cung chủ tu luyện đại đạo bí thuật huyền diệu khó lường, có thể phản lão hoàn đồng, giữ mãi thanh xuân, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Chủ thượng nhà ngươi, chẳng lẽ là Tô Hoàng Lễ?" Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày, nói đến Tô Hoàng Lễ, trong ánh mắt Lạc Trinh hiện lên một mảng kính ngưỡng, nghiêm nghị nói, "Đúng vậy, Tô Hoàng Lễ thế mà còn nói với ngươi chuyện của ta." Ninh Tự Họa không khỏi kinh ngạc, "Chủ thượng nhà ta từng nói, cảnh nội đại chu thật sự xưng được là hạng người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay ninh cung chủ là một trong số đó lạc trinh trầm giọng nói ninh tự họa ồ một tiếng nói ta cùng tô hoàng lệ cũng chưa từng gặp mặt nhưng không ngờ hắn thế mà lại có đánh giá như thế đối với ta thật sự là khiến ta bất ngờ lúc này thân cửu tung cũng đi lên lần lượt chào đám người phương thuần độ tuy không có giao tình gì nhưng các bên đều là hạng người thanh danh hiền hách của đại chu luận tới địa vị cũng không chênh lệch là bao chỉ là lạc trinh nhưng nhớ tới cái gì nói với thân cửu tung thân huynh ba ngày trước ta từng nhận được tin tức của ngọc sơn hầu bùi văn sơn nói từng ở thành cổn châu gặp ngươi một lần nghe nói ngươi lúc ấy cùng một chỗ với tô dịch còn người thân cửu tung co lại nhớ tới một màn mấy ngày trước ở sấu thạch cư của tô dịch gặp được ngọc sơn hầu bùi văn sơn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi cách đó không xa một màn như vậy khiến vương thuần độ hiên du long Đạc trinh đều cùng ngẩn ra nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú ngồi khoanh chân lặng lẽ bất động lạnh nhạt xuất trần còn chưa thỉnh giáo ninh cung chủ vị này là vương thuần độ hỏi không đợi ninh tự họa mở miệng lạc trinh đã lạnh lùng mở miệng là tô dịch nghi từ không nên thân nhất dưới gối chủ thượng nhà ta trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo cùng khinh thường vương thuần độ ngần ra có chút bất ngờ thần bí như ninh tự họa nhân vật bực này sao có thể cùng nhau hành động với đứa con không nên thân của gia chủ tô ra lạc trinh người nói chuyện khách khí một chút trên mặt thân cửu tung hiện lên một mảng giận dữ huống chi tô cung tử tốt xấu gì cũng là con nối dõi chủ thượng nhà ngươi sao cho phép người phỉ báng như vậy điều này làm vương thuần độ cũng có chút hồ đồ hoài dương hầu lạc trinh từ tô ra đi ra không chút khách khí trách mắng tô dịch là nghiệt tử không nên thân của tô hoàng lễ mà thân cửu tung không quan hệ với tô ra lại không tiếc lên tiếng bảo vệ tôn nghiêm của tô dịch cái này quá kỳ quái rồi hắn thật là con nối dõi của chủ thượng nhà ta không giả nhưng ở ngọc kinh thành tô ra ai chẳng biết hắn tam thiếu gia này là lại nghịch bất đạo cỡ nào ánh mắt lạc trinh lạnh như băng vân quang hầu đây là việc của Tô gia chúng ta, ngươi cũng căn bản không biết nguyên do trong đó, ta không so đo với ngươi, cũng khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào, nếu không, cho dù ngươi là đường đường một phương chư hầu, sợ cũng sẽ đại họa tới nơi." Nói năng có khí phách, sát khí lạnh lẽo tản ra, không khí lập tức trở nên căng thẳng. "Việc của Tô gia các ngươi." Thân Cửu Tung cười lạnh, "Ngươi họ Tô sao? Đơn giản là môn khách bên người Tô hoàng lễ mà thôi, ta nói ở đây, ngươi nếu dám bất kính đối với Tô công tử nữa, đừng trách ta không khách khí." trong mắt lạc trinh dâng trào ánh sáng lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm thân cửu tung mắt thấy không khí không thích hợp vương thuần độ vội ho một tiếng cười nói hai vị đều là chư hầu một phương nào cần vì việc nhỏ cỡ này tranh chấp đều lui một bước như thế nào ninh tự họa luôn trầm mặc đột nhiên thình lình nói một bước này không thể lui còn người vương thuần độ chợt co lại nói ninh cung chủ ý tứ là ninh tự họa vẻ mặt điềm đạm nói ý tứ của ta rất đơn giản tô đạo hữu hôm nay là đồng bạn với chúng ta ai phải báng hắn người đó chính là kẻ địch của chúng ta một câu làm vương thuần độ hoàn toàn sừng sốt ninh tự họa nhân vật như vậy thế mà lại coi tô dịch một thiếu niên như vậy là đạo hữu thậm chí còn không tiếp tự mình ra mặt bảo vệ tôn nghiêm của hắn tất cả cái này hoàn toàn ra ngoài vương thuần độ dự kiến cũng khiến hắn ý thức được thật sâu tô dịch bị lạc trinh kia hình dung là nhiệt từ không nên thân của tô hoàng lễ rất có thể không đơn giản nếu không sao có thể có thể được đến ninh tự họa thân cửu tung nhất trí che chở lúc này lạc trinh cau mày ánh mắt nhìn về phía ninh tự họa nói ninh cung chủ chủ thượng nhà ta kính ngươi là người tu hành ngươi chẳng lẽ muốn chọn là địch với tô gia ta ninh tự họa lướt hắn lạnh nhạt nói ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ tô gia lạc trinh trầm mặc một phen hồi lâu sau mới lắc đầu nói không thể nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén mà kiên định lạnh nhạt nói ba ngày trước ta đã biết được thái độ rõ ràng của chủ thượng nhà ta tô dịch này nếu không cúi đầu hối cải ta nhất định sẽ không đứng nhìn lời lẽ hùng hồn nói năng có khí phách. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhà từ đỉnh núi truyền đến, Ngọc Sơn Hầu chưa nói cho ngươi, đời ta bảo hắn chuyển cho Tô Hoàng Lễ. Chỉ thấy Tô Dịch ngồi khoanh chân, không biết khi nào đã mở mắt ra, lấy tư thái nhìn xuống, nhìn về phía Lạc Trinh. Hiển nhiên, đối thoại vừa rồi đã bị hắn nghe hết vào trong tai. Trong ánh mắt Lạc Trinh hiện lên một mảng sát khí lạnh lẽo, ngươi là nói, chuyện muốn ở lúc mùng 5 tháng 5, đi tảo mộ cho mẫu thân ngươi. Tô Dịch tùy tay phủi phủi quần áo, vươn người đứng dậy, chắp tay sau lưng, nói, sai rồi, chuyện ta nói là, trước mùng 5 tháng 5, đi Ngọc Kinh thành tô ra lấy một ít tế phẩm. Hắn ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn về phía Lạc Trinh, lời nói tùy ý, nói, ngươi nếu muốn chết, ta không ngại bây giờ thu thủ cấp của ngươi, miễn cưỡng cũng có thể tính là một tế phẩm chấp nhận được. Vương thuần độ nhân vật tiên thiên võ tông nắm giữ quyền to lưu dương học cung bực này, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thiếu niên này, khẩu khí thật lớn. Lại thấy Lạc Trinh ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, Ngọc Sơn Hầu nói, ngươi từng tham dự chiến đấu tiệc trà cồn châu tây sơn nhìn như chỉ tu vi tụ khí cảnh lại có năng lực kiếm giết tông sư không thể khinh thường nói đến đây hắn lắc lắc đầu nói nhưng ta không tin ninh tự họa và thân cửu tung lết nhau vẻ mặt đều có chút cổ quái quả nhiên chi tiết có liên quan tiệc trà tây sơn vị hoài dương hầu này còn không rõ nếu không nếu cho hắn biết tần trường sơn tông sư tầng năm chính là chết ở trong tay tô dịch sợ là căn bản không dám nói như vậy ngươi không tin tô dịch cười lên bóng người nhoáng lên một cái, từ đỉnh núi nhẹ nhàng xuống, dẫm một tầng xác quỷ diện huyết diêu thật dày kia trên mặt đất, đùng đỉnh cất bước đi về phía bên này. Vậy muốn thử chút hay không? Hắn hỏi. Vương thuần đội nhíu mày, mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía ninh tự họa và thân cửu tung. Sau đó, trong lòng hắn chấn động, vốt cuộc biết chỗ nào không đúng. Mắt thấy tô dịch và hoài dương hầu lạc trinh đối chọi gay gắt, nhưng vô luận là ninh tự họa, hay thân cửu tung, đều tỏ ra quá bình tĩnh hoàn toàn không có một tia lo lắng cùng khẩn trương. Nghĩ đến đây, Vương Thuần Độ thấp giọng nhắc nhở, Hoài Dương Hầu, đừng quên mục đích chúng ta lần này đến huyết đồ yêu sơn. Huống chi, có Ninh Cung Chủ cùng Vân Quang Hầu, nếu làm to chuyện, thì không dễ thu thập. Lông mày lạc trinh từng chút một nhíu lại, ánh mắt đảo qua Ninh tự họa và thân cửu tung, sau đó một lần nữa nhìn về phía tô dịch, giọng lệnh thấu xương nói, nếu người khác không nhúng tay ngăn cản, ta trái lại quả thực muốn thử một lần. Từng chữ như đao, ở trong mắt lạc trinh, cũng có sát khí lạnh lẽo tát ra. Hắn lúc còn trẻ đã đi theo ở bên người Tô Hoàng Lễ làm việc, dùng kính hâm mộ đối với Tô Hoàng Lễ đến mức tận cùng. Đến hôm nay, cho dù đã là một phương chư hầu vang danh thiên hạ, hắn cũng đối với Tô Hoàng Lễ nói gì nghe nấy, chưa bao giờ hài lòng. Cho nên, đối với Tô Dịch Tam thiếu gia này bị Tô Hoàng Lễ coi là đại nghịch bất đạo, tự nhiên cũng là ghét cay ghét đắng. Trước mắt đã ở đây gặp được, nếu có cơ hội, Lạc Trinh tự nhiên không ngại ra tay, dạy dỗ cẩn thận Tô Dịch nên làm người như thế nào. Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Trinh. Lạc Trinh kiêng kỵ là hai người bọn họ nhúng tay, nhưng lại không muốn từ bỏ ý nghĩ ra tay đối với Tô Dịch. Điều này làm ánh mắt hai người đều trở nên vi diệu. Kẻ này, thật đúng là tự mình muốn chết nha. Tô Dịch cũng cười, nói, ta cam đoan bọn họ sẽ không nhúng tay. Lạc Trinh tựa như không tin, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung, nói, hai vị nói như thế nào. Ninh Tự Họa ánh mắt thương hại nói, từ hôm nay trở đi, đại chu 18 lộ hầu khác họ, sợ sẽ sẽ biến thành mười bày lộ. Thân cửu tung ngoài cười trong không cười, nói, người đã muốn tìm chết, vì sao phải ngăn cản, mời. Chậm đã, vương thuần độ khẽ biến sắc, ngay lập tức ngăn cản, hắn càng thêm cảm giác được không thích hợp, nói, hoài dương hầu, nghe ta khuyên một câu, việc này dừng ở đây, nếu không. Lạc trinh vẻ mặt lạnh nhạt ngắt lời, trước mắt có thể thay chủ thượng nhà ta dạy dỗ một phen nghịch tử không nên thân của hắn, ta có thể nào bỏ qua, vương huynh không cần khuyên nữa. Vương thuần độ nhất thời nghẹn lời, nhưng kế tiếp một màn càng làm hắn kinh ngạc đã xảy ra chỉ thấy hiên du long luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng trước khi ra tay ta muốn xác định một sự kiện với vị tô dịch tô công tử này ánh mắt mọi người đều nhìn qua chuyện gì tô dịch hỏi quận thủ quận vân hà tần nhược quyên bị người giết chết phải không hiên du long ánh mắt như điện nhìn chăm chăm tô dịch tần nhược quyên vương thuần độ khẽ biến sắc làm cung chủ lư dương học cung hắn tự nhiên biết tần nhược quyên lúc trẻ tuổi từng ở lư dương học cung tu hành nhiều năm quan hệ với Hiên Du Long tốt nhất, tựa như huynh đệ. Một đoạn thời gian trước, sau khi Hiên Du Long biết được tin Tần Nhược Quyên chết, từ một độ mất khống chế, nổi giận như cuồng, thề phải báo thù rửa hận cho Tần Nhược Quyên. Chuyện này, Vương Thuần Độ tự nhiên cũng rõ. Nhưng hắn lại không ngờ, hung thủ giết chết Tần Nhược Quyên, vậy mà nghi ngờ cũng là tô dịch. Không sai. Tô dịch thản nhiên gật đầu, có chút bất ngờ nói, như thế nào, người tính báo thù cho hắn. Đương nhiên, con người Hiên Du Long lập tức trở nên làm người ta cực kỳ sợ hãi, một thân khí thế như trời long đất lửa bùng nổ khuếch tán bóng người hắn gầy gò nam tử trung niên vai rộng eo nhỏ lúc trước rất không bắt mắt nhưng lúc này thế mà lại như một ngọn núi lửa yên lặng chợt bùng nổ trong mắt bát ra ánh chớp uy thế đáng sợ điều này làm Ninh tự họa và thân cửu tung đều cảm thấy bất ngờ hoàn toàn không ngờ Hiên Du Long vị phó cung chủ Lưu Dương Học Cung này vậy mà cũng sẽ coi tô dịch là thủ địch càn quấy sắc mặt Vương Thuần độ trầm xuống Hiên Du Long ngươi là Đường Đường phó cung chủ Lưu Dương Học Cung có thể nào ở lúc này hành động theo cảm tình kẻ thù giết chết tần sư đệ ở phía trước ta có thể nào thờ ơ hiên du long hít sâu một hơi ánh mắt kiên quyết vương huynh đây là ân oán tư nhân của ta cùng hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy lưu dương học cung ngươi vương thuần độ nhân vật cỡ nào nhưng lúc này cũng tức giận đến mức khuôn mặt già biến thành màu đen một gã lạc trinh đã khiến hắn đau đầu bây giờ ngược lại ngay cả hiên du long cũng đứng ra thế nào cũng phải đối đầu với tô dịch điều này làm hắn vừa vội vừa tức cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Đạo Hữu, chuyện đã đến bực này, không cần thiết khuyên ngăn nữa. Ninh tự họa nhẹ nhàng nói. Vương thuần độ thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi lại, Ninh cung chủ, người không lo lắng cho vị tô dịch tiểu hữu này. Khóe môi Ninh tự họa hơi nhếch lên, nói, ta chỉ có thể cam đoan mình sẽ không nhúng tay vào. Sắc mặt vương thuần độ lúc sáng lúc tối một phen. Trong lòng hắn càng thêm cảm giác có chút không đúng. Cũng không chờ hắn mở miệng tiếp. Keng, keng. Song kiếm đeo sau lưng, Bị Hiên Du Long rút ra nắm trong tay, nói: "Tô Dịch, dám chiến một trận với ta hay không?" Thanh âm lạnh như băng, sát ý kinh người. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Lúc này, Lạc Trinh lại có chút không vui, nói: "Hiên huynh, Tô Dịch là con nối dõi chủ thượng nhà ta, muốn ra tay cũng không thể do ngươi tới, còn có, sự sống chết của Tô Dịch chỉ có thể do chủ thượng nhà ta đi định đoạt." Hiên Du Long sắc mặt âm trầm, nói: "Ta nếu không đáp ứng thì sao?" Lạc Trinh lạnh lùng nói: Hiền huynh, ta không hy vọng bởi vì tô dịch mà khiến người ta trở mặt thành thù với nhau. Lời nói cứng rắn, không chút nào nhường nhịn. Một màn này, bọn Ninh tự họa, thân cửu tung nhìn mà đều vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hai kẻ này còn vì ra tay mà nổi lên tranh chấp, ở trong mắt bọn họ, tô dịch chẳng lẽ chính là dây con nhỏ mặc cho xâm lược hay sao? Tô dịch cũng buồn cười một phen, đề nghị không bằng hai người các ngươi cùng lên đi, cùng nhau đưa các ngươi lên đường là được. Trên đường xuống suối vàng cũng có thể là một đôi huynh đệ chung hoạn nạn muốn chết hiên du lòng quát to một tiếng vung song kiếm trong tay tung người lao tới ầm uhm. khí thế của hắn như cầu vồng một thân đạo hạnh tông sư tầng 4 thi triển ra làm phụ cận cát bay đá chạy không khí nổ vang hỗn loạn mà song kiếm trong tay hắn thì cuốn lên một giải hào quang chói mát giận dữ chém xuống tô dịch thế lớn lực trầm nhanh chóng bá đạo nghiễm nhiên có thể phá núi chặn dòng chảy hiên du long người tránh ra cho ta lạc trình thấy vậy không chút do dự run run trường thương trong tay, ngang trời đâm ra, ý đồ ngăn cản Hiên Du Long. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch búng tay bắn ra. Keng! Trường thương Lạc Trinh đâm ra chợt chấn động, vị chỉ lực sắc bén kia đánh lệch đi. Hầu như cùng lúc, tay áo bảo Tô Dịch phùng lên, ngang trời phất một cái. Phành, phành! Hai tiếng nổ vang lên nặng nề, nhẹ nhàng phất một cái mà thôi, song kiếm Hiên Du Long chém tới lại bị chấn động thiếu chút nữa rời tay bay đi, thế công cũng theo đó tán loạn. Một ngón tay, phất một cái, đều xảy ra ở trong trước mắt mà công kích của hiên du long và lạc trinh đều tan rã như bị bẻ gãy nghiền nát toàn trường đều yên tĩnh con người vương thuần độ co rút lại như mũi kim trong lòng chấn động rút cuộc biết vì sao ninh tự họa và thân cửu tung bình tĩnh như vậy chỉ bằng tô dịch vừa rồi hai đòn nhẹ nhàng bâng quơ đó khiến vương thuần độ vị tiên thiên tông sư này phát hiện tô dịch thiếu niên tụ khí cảnh này thực ra là một nhân vật cực kỳ đáng sợ nghĩ một chút tụ khí cảnh mà thôi thế mà dễ dàng phá vỡ hai vị tông sư tầng 4 công kích như thế còn không gọi là đáng sợ. Cùng lúc đó, Hiên Du Long và Lạc Trinh cũng đồng loạt biến sắc, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người tô dịch, trong ánh mắt đã hiện lên nét ngưng trọng kinh nghi. Giữa tụ khí cảnh cùng tông sư tầng 4, nhưng kém không chỉ một hai cảnh giới. Nhưng vừa rồi, tô dịch lơ đãng triển lộ ra lực lượng, lại làm bọn họ đều gặp chấn động, cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Ta nói bảo các ngươi cùng lên, vì sao phải tự giết lẫn nhau chứ, thực cho rằng tô mũ là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Tô dịch lạnh nhạt mở miệng, bây giờ, các người tốt nhất vận dụng toàn lực, nếu không, ta cam đoan các người sẽ chết rất nhanh. Lời nói tùy ý, lại hết sức ngạo nghĩa phô trương, nghiễm nhiên không mang hai đối thủ này đặt ở trong mắt. Ninh tự họa và thân cửu tung vẻ mặt như thường, sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nhưng mí mắt vương thuần độ lại không khỏi nhảy dựng lên, tiểu tử này, thật đúng là không khiêm tốn một chút nào nha. Như người mong muốn, hít sâu một hơi, khí thế hiên du long càng thêm cường thịnh, bóng người gầy gò trượt toát ra màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đen bốn loại hào quang cương sát. Đây là thể hiện cảnh giới tông sư tầng 4, rèn luyện bốn chỗ lò lửa tạng phủ, khi toàn lực vận chuyển, lực lượng chân nguyên cương sát của bản thân hắn tựa như có thêm bốn loại khí tức thuộc tính. Mà khi tới tông sư tầng 5, ngũ tạng như lò lửa, như ngũ hành hợp nhất, thuộc tính cương sát toàn thân theo đó dung hợp toàn bộ, đến lúc đó mới là mức độ tông sư cảnh đại thành. Như Tần Trường Sơn lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch, chính là một vị cao thủ tông sư tầng năm như thế. Giết! Quát to một tiếng, bàn chân hiên du long dậm mặt đất bóng người lướt không mà lên hai tay vung kiếm chém xuống vào không gian âm uhm. hư không như vải vẽ tranh bị bổ ra hai vết nứt thẳng tắp kiếm khí mạnh mẽ quả thực như sấm sét tia chớp lướt qua không trung mà xuống khai sơn chàm đây là tuyệt kỹ đỉnh phong cả đời võ đạo của hiên du long dưới một đòn có thể chặt đất núi hầu như cùng lúc đó lạc trinh cũng đã hành động trường thương trong tay rung lên nở rộ ra ngàn vạn mũi nhọn màu máu cái bóng lay động dợp trời dợp đất như mưa to màu máu đổ ập xuống, sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyết vũ lục ma thương, một môn tuyệt học thiên gia thượng phẩm, do gia chủ tô gia tô hoàng lễ truyền thụ, là thuật sát phạt chiến trường thật sự. Khi luyện đến đăng phong tạo cực bộ, đâm ra một thương, vạn người khó cản. Mà nay môn tuyệt học này do lạc trình lấy tu vi cảnh giới tông sư tầng bốn toàn lực thi triển, nghiễm nhiên suy diễn ra đại thế như gió tanh mưa máu, quỷ khóc sói chu, mạnh mẽ vô cùng, không thể nghi ngờ. Giờ khắc này vô luận là Hiên Du Long hay Lạc Trinh, đều không chút giữ lại, đã động sát tâm thật sự, toàn lực ra tay. Một màn như vậy, thân cửu tung nhìn mà trong lòng cũng phát lạnh, hít vào thật sâu. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi là hắn, sợ là căn bản không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn trước. Ánh mắt vương thuần độ nhìn chăm chăm tô dịch, muốn xem xem tô dịch thiếu niên tụ khí cảnh này, đến hóa giải hai vị tông sư tầng bốn toàn lực công phạt như thế nào. Tô dịch khẽ lắc đầu, lại là có vài phần thất vọng. Nếu so sánh với tần trường sơn, hai đối thủ này chung quy kém một mảng lớn, hắn cũng lời giữ lại cái gì nữa, tính tốc chiến tốc thắng. ầm, uhm. khi song kiếm của Hiên Du Long từ trên trời chém tới, tô dịch trượt giãn bóng người ra, tay phải nắm đấm, bỗng nhiên đánh ra vào khoảng không. dưới sự toàn lực thi triển, lực lượng toàn thân hắn cũng hoàn mỹ không sức mẻ xung hợp hết vào trong một quyền này. phanh phanh quyền kình trong suốt lấp lánh, mang theo những luồng đạo vận huyền diệu khó lường, như mũi nhọn không đâu không phá, đập cho một đôi song kiếm kia gào thét chấn động phát ra gào thét như không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp rời tay bay đi. Sau đó, một đạo quyền kình này dư thế không giảm, trực tiếp đánh ở trên bóng người lao tới tấn công của Hiên Du Long. Vị tồn tại tông sư tầng 4 cường đại này, thế mà bị một quyền này đánh bay đi, như diều đứt dây, hùng hăng ngã ra xa, xa hơn 10 trượng. Ngực hắn sụp xuống một vết nắm đấm, trong miệng ho ra máu, tạng phủ trong cơ thể đều bị thương nặng. Uy lực một quyền, thế mà khủng bố như vậy, mà cái này cũng chưa tính là xong, bởi vì ở cùng lúc một quyền này đánh ra, trường thương của lạc trinh đã cuốn theo mũi nhọn như mưa to màu máu lao tới chém giết rực trời dợp đất thanh thế đáng sợ chỉ thấy tô dịch tay trái dựng ngón tay như kiếm vạch một cái ở trên không một đạo kiếm khí như giải lụa mười trượng ngang trời uốn lượn như rồng mang theo đạo vận huyền diệu mênh mông như hư ảo nhẹ nhàng chém xuống thương ảnh màu máu đầy trời vỡ tan nổ tung như bọt biển keng mà khi một kiếm này chém ở trên trường thương của lạc trinh chỉ thấy trường thương tràn ngập linh tính kia nhất thời như gặp công kích hủy diệt chợt gấp khúc thành một hình cung thật lớn. Ngay sau đó, liền giáp một tiếng gãy ra. Gặp công kích sắc bén bá tuyệt bực này, Lạc Trình cho dù lựa chọn né tránh trước, vẫn bị kiếm khí bổ trúng bả vai, chặt đứt cánh tay phải nắm trường thương của hắn. Máu tươi nhất thời phun ra như thác. Lạc Trình cánh tay phải bị chém, bóng người hoảng sợ né tránh hung hăng ngã nhào xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau. Vương Thuần Độ chợt trợn to mắt, dại ra ở đó. Một quyền đánh sập xong kiếm tuyệt sát thuật của Hiên Du Long, Hiên Du Long cũng bởi vậy bị thương nặng, ho ra máu không dừng một kiếm phá vỡ huyết vũ lục ma thương của lạc trinh chặt cánh tay phải của hắn bá đạo thật sự quá bá đạo ai dám tưởng tượng một thiếu niên tụ khí cảnh lại có lực lượng khủng bố như thế vương thuần độ tiên thiên võ tông kiến thức rộng rãi bực này trong lòng cũng không khỏi nhắc lên sóng to gió lớn bị rung động cần biết vô luận là hiên du long hay lạc trinh đều là đại tông sư phải tính đến của cảnh nội đại chu người trước kiếm thuật siêu quần đứng trước phó cung chủ lư dương học cung người sao chen thân hàng ngũ 18 lộ hầu khác họ của Đại Chu, chiến tích chấn động thế gian. Đừng nói võ giả bình thường, dù là đại đa số nhân vật tông sư của thế gian này, đều xa không phải đối thủ của hai vị này. Nhưng hôm nay, thế mà lại ở trong một chiêu, đã bị tô dịch chỉ có được tu vi tụ khí cảnh hoàn toàn đánh bại. Điều này liền tỏ ra quá mức kinh thế hãi tục. Nếu không phải vô cùng tin tưởng tu vi của tô dịch thật là tụ khí cảnh, vương thuần độ cũng hoài nghi thiếu niên này là lão yêu quái có thuật chú nhan. Ngược lại là ninh tự họa và thân cửu tung tương đối bình tĩnh hơn không ít ngay tại vừa rồi bọn họ còn tận mắt thấy một màn tô dịch một người một kiếm đã tàn sát đại quân quỷ diện huyết diêu mang đi so sánh hiên du long và lạc trinh chỉ bị thương nặng mà thôi vốn là ở trong dự đoán của hai người tự nhiên cũng sẽ không quá mức kinh ngạc chỉ có thế còn tính dạy dỗ tô mỗ tô dịch lắc đầu một phen ánh mắt tràn đầy thất vọng hứng thú dã rời đặt ở lúc tụ khí cảnh sơ kỳ hắn cũng có thể toàn lực đánh với yêu thú bậc chín có thể so với tông sư tầng năm huống chi là bây giờ cũng chỉ có giống tần trường sơn nhân vật tông sư tầng năm như vậy miễn cưỡng còn có thể vào pháp nhãn của tô dịch về phần hiên du long cùng lạc trinh trước mắt quả thực thua kém một mảng lớn ngươi ngươi sao có thể cường đại như thế ánh mắt lạc trinh gắt gao nhìn chằm chằm tô dịch giống như nhìn một quái vật không thể đo lường được mặt đầy kinh hãi hắn đến từ tô ra khi còn trẻ đã bắt đầu ở bên người tô hoàng lễ làm việc tự nhiên biết tình cảnh vị tam thiếu gia này kém cỡ nào địa vị thấp cỡ nào tu vi lại là không chịu nổi cỡ nào nhưng đánh vỡ đầu hắn cũng không thể ngờ được năm trước tô dịch vẫn là như phế vật tu vi mất hết ở cách một năm sau vậy mà lại trở nên khủng bố như thế không thể tưởng tượng nhất là tô dịch vẫn là tu vi tụ khí cảnh là người quá mức không chịu nổi tô dịch thản nhiên nói cảnh giới tông sư tên gọi dưỡng lô thế nào gọi là dưỡng lô dưỡng lò ngũ tặng nấu chảy tinh khí thần thành tính linh nhưng công pháp người tu luyện lại một mặt theo đuổi sát phạt dữ tợn hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi cũng không trách người đến hôm nay cũng không cách nào đột phá cảnh giới tông sư tầng năm tạng phủ sớm bị sát khí nhuộm đẫm sao có thể sinh ra linh tính thật sự nói đến đây tô dịch hỏi tô hoàng lễ tự xưng mình là người tu hành năm đó ở lúc truyền thụ ngươi đạo tu luyện chẳng lẽ không nói những thứ này với ngươi sắc mặt lạc trinh hoàn toàn thay đổi chỉ cảm thấy bí mật trong ngoài toàn thân như đều bị tô dịch nhìn thấu tràn ngập cảm giác không thể nào che giấu chủ thượng quả thực từng nói tu luyện huyết vũ lục ma thương nhiều nhất chỉ có thể khiến ta tu luyện đến tông sư tầng 4, nếu muốn đột phá khó hơn lên trời hồi lâu sau là trình mới cay đắng lên tiếng mất hồn mất vía mọi người nghe vậy đều không khỏi hít vào thật sâu bọn họ lúc này mới ý thức được tô dịch lúc trước nói vậy mà lại một lời vào thằng trọng tâm quan sát được chỗ thiếu hụt chí mạng trên tu hành của hoài dương hầu khó hơn lên trời tô dịch bật cười lắc đầu nói như vậy đi ta cho ngươi một cái lựa chọn ngươi chỉ cần đáp ứng từ nay về sau cống hiến cho ta ta không chỉ tha cho ngươi một mạng hơn nữa cam đoan cho người có thể bước vào cảnh giới tông sư tầng 5, như thế nào? Lạc Trinh ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, "Có lẽ ngươi có thể làm được một bước này, nhưng người không khỏi cũng quá xem thường Lạc Trinh ta rồi, Tam thiếu ra, ta không ngại nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội chủ thượng." Lời lẽ vang dội, nói năng khí phách. Tô Dịch nói, "Vì Tô hoàng lễ mà chết, đáng giá." Lạc Trinh im lặng một lát, trong miệng bật khẽ ra một chữ, "Đáng." Dứt lời, hắn lấy tay trái cầm lên trường thương, hít sâu một hơi nói, xin tam thiếu gia ban cho lạc trình cái chết. Trong tiếng quát to, hắn dáng vẻ kiên quyết, bùng nổ lao ra, phung trường thương trong tay, đâm về phía tô dịch. Như lực sĩ thấy chết không sờn. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Lạc trình giờ khắc này, có lẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng loại tư thái không sợ hãi đó của hắn, lại làm người ta dâng lên sự kính trọng. Cũng được, liền cho người một cái chết tôn nghiêm. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tô dịch lấy tay chộp một cái, ngự huyền kiếm bỗng dừng hiện ra, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Vô cùng đơn giản, lại sắc bén đến mức tận cùng, mang theo ánh kiếm trói mắt đầy trời. Một cái trước mắt đó, ánh mắt lạc trinh hoảng hốt một phen, như nhìn thấy một luồng ánh sáng kinh diễm nhất thế gian, đẹp làm người ta sai lòng. Phóc, kiếm quang chợt lóe, cổ họng lạc trinh bị xuyên thùng, mang theo máu đỏ tươi. Hắn ngẩn ra một phen, sau đó lộ ra nụ cười như thoải mái, nói, đa, đa tạ, ta, ta chưa phản bội chủ thượng, giọng nói khàn khàn đứt quãng sau đó bóng người lạc trinh không tiếng động ngã xuống vị hoài dương hầu này đi ra từ ngọc kinh thành tô gia vốn là một tùy tùng thiếu niên bên người tô hoàng lễ may mắn được tô hoàng lễ thưởng thức truyền cho diệu pháp có thể ở trên con đường tu hành hát vang tiến mạnh từng bước một trưởng thành làm một trong 18 tám lộ hầu khác họ danh Trấn thiên hạ mà lúc này hắn cứ như vậy ngã xuống dưới kiếm của tô dịch một màn tử vong này làm ninh tự họa thân cửu tung cũng không khỏi sinh lòng cảm khái mặc kệ lạc trinh trước đó biểu hiện cứng rắn cỡ nào nhưng khí phách thả chết cũng trung thành không thay đổi đó của hắn, làm người ta không thể không động dung. Vương thuần độ thờ dài một tiếng, hay trùng một gã hoài dương hầu. Xem ra, ta có một ít xem nhẹ tô hoàng lễ rồi. Tô dịch nhíu mày. Lạc trình thả chết cũng không lựa chọn phản bội, cái này đã thể hiện ra lòng trung thành của gã kiên định cỡ nào, cũng không thể nghi ngờ phụ trợ ra thủ đoạn của tô hoàng lễ khó lường cỡ nào. Cũng có thể khiến nhân vật cảnh giới tông sư tầng 4, cam tâm tình nguyện vì hắn chịu chết. Ở trong trí nhớ 17 năm trước kia của tô dịch, đối với tô hoàng lễ về phụ thân này có thể nói tràn ngập oán khí cùng hận ý nhưng không thể phủ nhận là tô hoàng lễ thần là gia chủ tô gia thật là một tồn tại mạnh mẽ cực điểm hắn là một kẻ thâm tàng bất lộ nhất trong mười đại tiên thiên võ tông của đại chu cùng với quốc sư hồng tham thương được xưng là đại chu song bích chỉ là nhân vật lợi hại do hắn bồi dưỡng ra đã có ba vị vương khác họ năm vị hầu khác họ đặt trong thế tục này tô hoàng lễ quả thực chính là một nhân vật truyền kỳ sừng sững đỉnh phong đại chu đương nhiên đối với tô dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước mà nói tô hoàng lễ mạnh nữa trung quy cũng chỉ là một người tu hành trong thế tục mà thôi về phần giết chết lạc trinh tô dịch căn bản không để ở trong lòng trên đời này người có thể khẳng khái chịu chết không ở số ít tuy làm người ta thưởng thức lại rất khó để tô dịch sinh ra bao nhiêu cảm xúc ánh mắt hắn nhìn về phía hiên du long nơi xa vị phó cung chủ lưu dương học cung này vốn bị thương nặng mất tinh thần khi thấy lạc trinh chết không khỏi sinh ra sự bi thương khi phát hiện ánh mắt tô dịch nhìn tới hắn cười thê lương nói ta tuy không bằng lạc trinh thấy chết không sờn như vậy nhưng cũng sẽ không cúi đầu ở đây muốn giết muốn chém ngươi ra tay là được trong lòng vương thuần độ căng thẳng không nhịn được hỏi tôi công tử có thể nể mặt lão phu một chút cho hiên du long một con đường sống hay không lão như sợ tô dịch không đáp ứng hiến răng nói coi như lưu dương học cùng ta nợ tô công tử một cái nhân tình tô dịch lắc đầu nói ta cũng không cần nhân tình như vậy trong lòng vương thuần độ trầm xuống nhưng ngay sau đó chỉ thấy tô dịch nói nhưng ta có thể cho hắn một cơ hội, hắn không phải muốn báo thù cho Tần Nhật Quyên sao, về sau hắn chỉ cần cho rằng có thể giết được tô dịch ta, cứ tới tìm ta là được. Vương Thuần độ ngần ngơ, trượt mừng như điên, chắp tay cảm tạ nói, đa tạ tô công tử khoan dung độ lượng. Lại nhìn Hiên Du Long, hắn cũng ngây ra ở đó, giống như hoàn toàn không dám tin tô dịch lại sẽ tha cho mình như vậy. Hồi lâu sau, hắn không nhịn được hỏi, vì sao không giết ta ngay bây giờ? Tô dịch hỏi lại, ngươi vì sao phải báo thủ thay Tần Nhược Quyên? Hiên Du Long không cần nghĩ ngợi nói, hắn là sư đệ của ta, quan hệ với ta tốt nhất, hắn bị ngươi giết chết, thủ này làm sao có thể không báo. Tô dịch nói, đây là nguyên nhân ta bây giờ không giết ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía vương thuần độ, nói, thừa dịch ta còn chưa thay đổi chủ ý, người tốt nhất dẫn theo hắn rời khỏi ngay bây giờ. Trong lòng vương thuần độ dùng mình, một lần nữa hướng tô dịch hành một đại lễ, liền dẫn theo hiên su long bị thương nghiêm trọng xoay người rời đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Ninh tự họa không khỏi nói, bị người ta ghi hận cũng không phải là một chuyện tốt. Tô dịch lại phán lệ cảm khái một tiếng, nói, hiên du long nghĩa bạc vân thiên, khó được, chỉ dựa vào điểm ấy, đáng giá ta tha hắn một con đường sống. Hắn nhớ tới các đệ tử kiếp trước mình thu, sư huynh sư muội với nhau, lại bởi vì tranh đoạt bảo vật mình để lại mà trở mặt thành thù. Lại đối chiếu cử chỉ báo thù của hiên du long hôm nay, bảo tô dịch sao có thể không cảm khái. Ninh tự họa giật mình, nàng chợt phát hiện, càng thêm có chút nhìn không thấu tô dịch. Thiếu niên áo bào xanh này làm việc rõ ràng sát phạt quyết đoán, nhưng có đôi khi, lại thường làm ra một ít chuyện khác thường ví dụ như bây giờ chỉ bởi vì thưởng thức hành vi báo thủ cho sư đệ của hiên du long tạm tha thứ hiên du long cái này thật sự không giống phong cách của hắn tôi dịch lại nào sẽ giải thích những thứ này huống chi hắn dù là cho hiên du long cơ hội về sau báo thủ nhưng cái đó cũng phải xem hiên du long có bản lãnh này hay không đạo hữu đây là mỏ quỷ diện huyết diêu ngươi bảo sưu tập ninh tự họa không nghĩ nhiều nữa chỉ vào một đống mỏ màu vàng trồng chất cách đó không xa nhẹ nhàng mở miệng tôi dịch gật gật đầu lập tức tiến lên, chia một đống chiến lợi phẩm này ra ba phần, bản thân giữ lại một phần, hai phần khác đưa cho Ninh tự họa và thân cửu tung. Mắt thấy hai người muốn từ chối, Tô Dịch trực tiếp nói, lần này ba người chúng ta đã cùng nhau hành động, chiến lợi phẩm coi như chia đều, đừng từ chối. Đa tạ đạo hữu, Ninh tự họa mím môi cười lên. Thân cửu tung thì có chút được yêu mà sợ, vội vàng ôm quyền cảm tạ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch lại đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Thân là chư hầu một phương, hắn trái lại không để ý những chiến lợi phẩm này quý giá bao nhiêu mà là thông qua việc này khiến hắn thấy được một ít bản tính cùng khí độ đáng quý trên người tô dịch tô dịch thì căn bản không bận tâm những thứ này ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa lẩm bẩm chỉ hy vọng kế tiếp dọc theo đường đi có thể để ta đụng tới một ít yêu thú bậc 8, bậc 9. đêm khuya bầu trời huyết đổ yêu sơn vẫn màu đỏ tươi như máu trên không bóng người tô dịch lăng không đạp bước bổ ra một đòn đao tay phóc đầu một con vượn khổng lồ màu trắng cao chừng 10 trượng bay lên không trung, máu đổ như thác, xác nó ầm ầm ngã xuống đất, khói bụi văng khắp nơi. Mà bóng người Tô Dịch vững vàng hạ xuống đất, khí tức đạo cương quanh quẩn toàn thân từ từ thu liễm. Bạch Đồng Ma Viên, vượn ma con người trắng, yêu thú bậc chín có thể so với tông sư tầng 5, mình đồng ra sát, đao thương khó thương tồn, lực lượng lớn vô cùng, trời sinh nắm giữ lực lượng phong sát, tuyệt đối là tồn tại bá chủ trong yêu thú. Nhưng bây giờ, chỉ không đến ba nhịp thở, một con yêu thú bậc chín mạnh mẽ vô cùng như vậy đã bị tô dịch thoải mái chém rơi đầu cũng không đúng ở ba nhịp thở trước tô dịch chưa dùng sát chiêu chém giết kịch liệt với bạch đồng ma viên ước chừng nửa khác thời gian một người một vượn cả hai lấy nắm tay đánh nhau đều hung hãn vô cùng không muốn nhường nhau giống như muốn ganh được cao thấp ở trên luyện thể cuối cùng lấy tô dịch hơi thắng một bậc chấn trụ bạch đồng ma viên trên khí thế sau đó mới có một màn kia lúc trước chém giết bạch đồng ma viên cách đó không xa Ninh tự họa và thân cửu tung nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, thấy lạ mà không lạ nữa. Từ sau khi tách ra với Lưu Dương học cung vương thuần độ, thẳng đến bây giờ đã trôi qua năm canh giờ. Ở một đoạn thời gian này, bọn họ trước sau gặp năm con yêu thú bậc 8 cùng ba con yêu thú bậc 9. Tô dịch thấy cái mình thích là thèm, chủ động tấn công, lần lượt chém chết những yêu thú cường đại đến mức đủ khiến phần lớn tông sư thế gian tuyệt vọng. Mỗi một lần, đều đánh nhau kịch liệt chém giết một phen trước, thẳng đến lúc đối thủ muốn chạy trốn, liền hạ sát thủ, dựa theo ý kiến của tô dịch đối thủ miễn cưỡng có thể luận bàn như vậy trung quy quá ít phải quý trọng mỗi một lần cơ hội gặp nhau lúc ban đầu ninh tự họa và thân cửu tung còn vì thế chấn động cảm khái không thôi nhưng thẳng đến bây giờ đã rất khó sinh ra quá nhiều cảm xúc giật mình nữa bọn họ đều nhìn ra tô dịch là xem những yêu thú bậc tám bậc chín kia là đá mày đau mỗi lần gặp được sợ không cẩn thận lập tức đánh chết đối phương cho nên tỏ ra đặc biệt quý trọng cái này thật sự là người ta quá mức giờ khóc giờ cười nhưng nghĩ kỹ một phen lại đủ khiến bất cứ nhân vật tông sư nào trên thế gian cũng sợ hãi. Dù sao, lấy yêu thú bậc chín để rèn luyện thực lực, vốn có thể xưng là kinh thế hãi tục, phóng mắt thiên hạ đại chu, lại có mấy tông sư có thể làm được. Nhưng hôm nay, yêu thú bậc chín cũng chỉ có thể làm bồi luyện cho tô dịch. Ý tứ hàm xúc trong đó, liền quá dọa người. Cách đó không xa, tô dịch nắm ngự huyền kiếm, thành thạo giải phẫu cái xác khổng lồ kia của bạch đồng ma viên, chuẩn xác như bà đình giải ngưu. Rất nhanh, một viên yêu đan đỏ tươi to bằng nắm tay xuất hiện ở trong tay tô dịch không tồi có thể so với một cây tứ phẩm linh dược bên môi tô dịch lộ ra một tươi hài lòng sau đó quay đầu nói với hai người bọn ninh tự họa các ngươi có thể ra tay rồi nhớ rõ để lại hai cái răng nanh cho ta linh tài khác đều là của các ngươi nói xong hắn tới trên tảng đá một bên ngồi khoanh chân đầu ngón tay nhẹ nhàng gầy một cái viên yêu đan đỏ tươi kia vỡ ra một vết nứt nhỏ cầm đến bên miệng hút một lần một dòng tinh huyết mênh mông nóng bỏng liền ùa vào cổ họng Quách tán đến tứ chi bách hải theo tô dịch vận chuyển khí cơ toàn thân trong cơ thể hắn chợt vang lên tiếng nổ vang như lò lớn sôi trào chân nguyên tinh thuần mênh mông như dòng sông lớn dâng trào tuần hoàn rất nhanh trên bóng người ngồi khoanh chân đó của tô dịch đều tràn ngập lực lượng đạo cưng rực rỡ như dòng sông ánh sáng như triều tịch mang theo đạo vận độc đáo mà thần diệu ninh tự họa và thân cửu tung thấy vậy đi thẳng tới chức xác bạch đồng ma viên cùng nhau ra tay sưu tập linh tài yêu thú thế gian toàn thân không chỗ nào không phải bảo vật lân giáp móng vuốt gân cốt, răng nanh, máu thịt. Có cái có thể làm thuốc, có cái có thể luyện chế làm binh khí. Trên thân yêu thú bậc bảy trở lên, càng có thể thu thập được linh tài quý hiếm. Như một con bạch đồng ma viên trước mắt này, ở trong mắt võ đạo tông sư, quả thực chính là một kho báu. Da lông của nó là linh tài thượng giai luyện chế linh giáp, gân cốt và răng nanh có thể luyện chế thành binh khí. Máu thịt của nó ẩn chứa lực lượng tinh hoa có thể so với linh dược bậc ba. Ngay cả mắt, tạng phủ nó cũng có rất nhiều dụ dụng dụng nếu mang một thi thể hoàn chỉnh như vậy cầm đến trong thế tục đại chu buôn bán đủ có thể đưa tới các nhân vật tông sư tranh mua một lát sau ninh tự họa và thân cửu tung chia cắt sạch sẽ chiến lợi phẩm đương nhiên hai người không quên mang một cặp răng nanh để lại cho tô dịch ninh cung chủ tô công tử dọc theo đường đi săn giết năm con yêu thú bậc 8 cùng ba con yêu thú bậc 9, chiến lợi phẩm đều chia cho chúng ta một phần cái này cái này bảo ta về sau nên báo đáp như thế nào thân cửu tung cười khổ nếu dùng một từ để hình dung tâm tình của hắn đó là nhận mà xấu hổ người bình thường, ngay cả cơ hội nợ hắn nhân tình cũng không có đâu. Ninh Tử Họa mỉm cười, huống chi, ngươi về sau chậm rãi trả là được, ngươi không phải mong chờ bước lên con đường nguyên đạo sao, đây chính là cơ hội quý báu khó có được. Cơ hội? Thân Cửu Tung giật mình. Sau đó, hắn giống như hiểu ra, liên tục gật đầu nói, đa tạ Ninh cung chủ chỉ điểm, thân mỗi xin nhận dạy bảo. Nợ Tô Dịch nhân tình, có thể coi đây là cơ hội, chủ động đi tiếp cận Tô Dịch, thời gian dài, lo gì không thể thật sự đứng ở trên con thuyền này của Tô Dịch nghĩ đến đây trong lòng thân cửu tung không khỏi phấn chấn hẳn lên chuyến đi huyết đồ yêu sơn một lần này khiến hắn thật sự kiến thức được cái gì mới gọi là hạng người tu hành thật sự so sánh với quyền bính và thân phận trong thế tục ở trước mặt lực lượng cường đại của người tu hành không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười tất cả cái này khiến thân cửu tung không thể ức chế được sinh ra ý nghĩ đi trùng kích con đường tu hành nguyên đạo mà trải qua ninh tự họa chỉ điểm khiến hắn ý thức được mình nếu có thể được tô dịch tán thành không thể nghi ngờ chẳng khác nào cơ hội đạt được tiên nhân chỉ lộ sau nửa canh giờ bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tô dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại vươn người đứng dậy nói đi thôi dứt lời hướng nơi xa bước đi tuy vừa mới tiến vào huyết đồ yêu sơn không đến một ngày thời gian nhưng trải qua những lần chém giết và rèn luyện lại khiến tốc độ cô động đạo cương của tô dịch đột nhiên tăng mạnh tới bây giờ chân nguyên toàn thân đã cô động ra bốn thành đạo cương đổi mà nói thiếu sáu thành nữa hắn có thể mang tụ khí cảnh hậu kỳ cấp bậc hóa cương này rèn luyện đến trình độ đại viên mãn. Đến lúc đó, một thân chân nguyên đều là đạo cương, tạo thành căn cơ võ đạo hùng hậu, nhất định mạnh hơn nhiều so với lúc cùng cảnh giới kiếp trước. Ninh tự họa và thân cửu tung đi theo sau đó, tiếp tục tiến lên. Chỉ là dọc theo đường đi, hai người đều trở nên không có việc gì. Bởi vì càng đi vào sâu trong huyết đồ yêu sơn, dần dần đã rất khó nhìn thấy yêu thú bậc bảy trở xuống. Mà một khi gặp được yêu thú bậc bảy trở lên, thường thường sẽ bị tô dịch dẫn đầu giải quyết dẫn tới thân cửu tung càng thêm kiên định một sự kiện huyết đổ yêu sơn nguy hiểm sao cực nguy hiểm nhưng chỉ cần theo đúng người huyết đồ yêu sơn nguy hiểm nữa cũng trở nên như dẫm trên đất bằng ngay lúc này bọn họ ở dưới tô dịch dẫn dắt hoàn toàn là một đường nghiền áp qua lại hai canh giờ trôi qua dọc theo đường đi tô dịch lại chỉ gặp được hai con yêu thú bậc tám mà theo xâm nhập khí tức trong thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn bầu trời màu máu âm trầm nồng đậm như mực màu máu không tan pha tạp khí huyết sát không sạch sẽ hóa thành cuồng phong ở trong núi non hoang dã gào thét làm tâm cảnh người ta cũng trở nên áp lực bực bội hơn rất nhiều hả đột nhiên tô dịch dừng bước hầu như cùng lúc đó một tràng thanh âm giống như lầm bầm vang lên ở trong thiên địa giống như quỷ vật khe khẽ nói nhỏ lại như thanh âm câu hồn đến từ địa ngục nghe được thanh âm quen thuộc quỷ dị này ninh tự họa và thân cửu tung ngay lập tức vứt bỏ tạp niệm thủ vững thần hồn nhưng dù vậy ninh tự họa vẫn nhíu nhíu mày trên khuôn mặt nhỏ no nứt hiện lên một chút không khỏe thần hồn của nàng quá mức sâu sắc ở dưới lực lượng quỷ dị cỡ này trùng kích ngược lại gặp đà kích sẽ lớn hơn nữa thân cửu tung càng thống khổ khuôn mặt giật giật cái chán toát mồ hôi lạnh chỉ có tô dịch vẻ mặt thong dong như hoàn toàn không cảm thấy trong thức hải có cửu ngục kiếm tọa chấn lại tu luyện tha hóa tự tại kinh vô thượng truyền thừa thần hồn chi đạo bực này làm hắn căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng nào thậm chí băng vào lực lượng thần hồn cảm ứng khiến tô dịch từ trong tướng lẩm bẩm phân biệt ra rất nhiều huyền cơ đây hẳn là một tòa cấm trận lấy sơn mạch trong lòng đất huyết đồ yêu sơn làm trung tâm có được nhiếp hồn chấn thủ hóa sát phá linh các loại diệu dụng dựa theo lực lượng dao động bực này suy đoán không tới nửa ngày thời gian liền có thể đến nơi trận này bao trùm ô thú vị thế mà lại có người đang lợi dụng lực lượng trận này ánh mắt tô dịch bỗng nổi lên một tia kinh ngạc ngay lúc này đột nhiên một chàng tiếng chém giết chiến đấu như có như không từ nơi cực xa truyền đến bởi vì khoảng cách quá xa nghe cũng không rõ ràng. Nhưng đối với tô dịch mà nói, lại như phát hiện chuyện gì thú vị, nói, hai vị còn có thể chịu được hay không? Ninh tự họa cùng thân cửu tung đầu gật gật đầu. Vậy chúng ta đi xem một hồi náo nhiệt. Tô dịch nói xong, đã tiếp tục bước về phía trước. Xem náo nhiệt. Trong lòng Ninh tự họa và thân cửu tung tuy nghi hoặc, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác không khỏe trong thần hồn đi theo. Nửa khác sao? Một thung lũng thật lớn giống như cái bát xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trên thung lũng huyết sát như sương mù, kịch liệt quay cuồng. Mà ở trong thung lũng thì có một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn. Trung ương thung lũng, một đám xác sống hình thù kỳ quái, mang hai bóng người vây khốn nhiều tầng ở trong. Những xác sống đó, có nam có nữ, có già có trẻ, chừng hơn 10 cái, đều không khác gì người thường, chỉ có màu da trắng bệch trong suốt, vẻ mặt đờ đẫn, cả người tràn ngập khí tức âm sát màu đen, làm người ta giật mình là, mỗi một xác sống đều có lực lượng không kém gì tông sư. Hơn nữa, những xác sống này không sợ đao kiếm bổ chém, không biết sống chết là vật gì điều này làm chúng nó cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Đây là âm sát môn bách luyện linh thi, tương tự thi khôi thuật, thủ pháp luyện chế vô cùng tàn nhẫn, trước lấy cổ trùng nuôi dưỡng ở trong cơ thể nhân vật tông sư, xâm chiếm máu thịt thể xác của họ. Còn người ninh tự họa hơi co lại, thấp giọng nói, sau đó, lấy bí thuật mang thần hồn nhân vật tông sư giam cầm phong ấn, lại trải qua các loại thủ đoạn âm độc lập lại tế luyện, mới có thể luyện chế ra một khối linh thi như vậy. Sắc mặt thân cửu tung cũng âm trầm xuống, nói, ta cũng từng nghe nói, mấy trăm năm trước, âm sát môn sở dĩ bị gọi là thế lực tà đạo số một thế gian là ở chỗ bọn họ nắm giữ lượng lớn bách luyện linh thi thực lực những thi thể này có thể so với nhân vật tông sư hơn nữa ẩn chứa âm sát kịch độc có thể nói là hung binh hình người cái gọi là bách luyện linh thi đơn giản là một loại pháp môn cấp thấp nhất luyện chế thi khôi ở đại hoàng cửu châu chỉ cần môn phái quỷ tu có chút thế lực cũng không thèm luyện chế loại đồ chơi tổn hại không thể lên được mặt bàn này tô dịch chỉ liếc một cái đã mang ánh mắt đặt ở trên thân hai người bị vây kia bọn họ là ai không động học cung đại trưởng lão khương đàm vân cùng nhị trưởng lão lô trường phong thân cửu tung nói nhanh hai người đều là nhân vật tông sư tầng 4, nhưng khương đàm vân nội tình mạnh hơn một chút xếp hạng 47 đại chu tông sư bảng một ít nhân vật tông sư tầng 5, cũng không phải đối thủ của hắn tô dịch gật gật đầu võ đạo tứ cảnh dù sao cũng là cảnh giới phàm tục nhìn như là nhân vật cùng một cảnh giới thực lực chênh lệch rất lớn trung tâm là ở chỗ nội tình võ đạo khác nhau tô công tử chúng ta cần đi hỗ trợ hay không thân cửu tung nhịn không được hỏi Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong bị bách luyện linh thi vây khốn, tình cảnh hung hiểm cực điểm, hơn nữa sắc mặt hai người biến thành màu đen, đôi mắt đỏ rực, rõ ràng là chúng thi độc. Nếu còn không đi cứu viện, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Người bây giờ nếu đi qua, nhất định sẽ gặp lực lượng cấm trận tựa như tiếng lầm bầm kia công kích, đến lúc đó, người dù có tu vi tông sư tầng 4, nhưng dưới thần hồn gặp công kích, lại bị những thi thể kia vây khốn, nhất định hữu tử vô sinh. Tô dịch thuận miệng nói, thần cửu tung sợ hãi cả kinh, Ninh tự họa thì như nhìn ra cái gì, đôi mắt sáng hơi co lại, nói, trách không được giống như Khương Đàm Vân nhân vật bực này, lại sẽ hãm thân bực này, thì ra là có người lợi dụng lực lượng cấm trận kịp công kích thần hồn hắn, dẫn tới một thân thực lực cũng không thể thật sự phát huy ra. Theo nàng thấy, các bách luyện linh thi kia tuy có thể so với tông sư, lại căn bản không phải đối thủ của Khương Đàm Vân nhân vật bực này. Mà thế cục trước mắt sở dĩ sẽ biến thành như vậy, không thể nghi ngờ tựa như Tô Dịch nói, có người đang lợi dụng lực lượng cấm trận đối phó hai người Khương Đàm Vân ta trái lại muốn xem xem hung thủ phía sau mà này là ai ninh tự họa tính tự mình ra tay một là giúp khương đàm vân và lô trường phong hóa giải nguy hiểm thứ hai là nhìn xem rốt cuộc là thần thánh vương nào đang lợi dụng lực lượng cấm trận kia nhưng không chờ nàng ra tay đã bị tô dịch ngăn lại đợi một chút nữa ninh tự họa ngẩn ra có chút khó hiểu nhưng rất nhanh ngay tại lúc hai người khương đàm vân lô trường phong sắp không chống đỡ được một giọng nói trong trẻo vang lên hai vị chớ hoẳng bổn vương đến giúp các người diệt địch từng chữ như chống chiều chuông sớm chấn động nơi đây chỉ thấy một thanh niên áo trắng thắng hơn tuyết đạp bước không trung mà tới toàn thân lưu chuyển dòng sông ánh sáng uy thế mênh mông quần cuộn như biển bóng người hắn thẳng tắp như tùng trúc tuấn tú thanh giật vừa lướt vào trong thung lũng huyết sát tràn ngập kia liền thúc giục một cây chiến mô màu, màu vàng ngang trời bổ một cái âm uhm. từng bóng mô hồ quang màu vàng rực rỡ như đan sen mà thành ngang trời mang theo khí tức hủy diệt ngập trời chấn sát xuống phanh 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 phanh, phanh theo bóng mô như hồ quang màu vàng kia hạ xuống như tầm lưới lớn mười mấy bách luyện linh thi kia đều không kịp né tránh đã bị đánh giết ngay tại chỗ thân thể cứng rắn không ngại đao kiếm kia của chúng nó vỡ thành mảnh vụn bay tứ tung không chịu nổi một đòn giống như tờ giấy trong tích tắc mà thôi thế cục nguy hiểm khương đàm vân và lô trường phong gặp thế mà bị lực lượng một đòn này hóa giải lại nhìn thanh niên áo trắng kia tay cầm chiến mô màu vàng thanh giật tuyệt tục phong thái có một không hay chấn nhạc vương thân cửu tung rung động nhận ra thanh niên áo trắng kia chính là chấn nhà vương mộc khi một trong chín vương họ khác vang danh thiên hạ lấy trẻ tuổi nổi bật thế gian thì ra là người này ninh tự họa lộ ra vẻ mặt giật mình nàng cũng từng nghe nói rất nhiều lời đồn có liên quan với chấn nhạc phương này hơn 20 tuổi phong vương bái hầu quả thực có thể xưng là một nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt trong thế tục đạo hữu vừa rồi đã phát hiện được chấn nhạc vương này sẽ đến ánh mắt ninh tự họa nhìn về phía tô dịch khi chúng ta đến hắn đã ở nơi xa xem cuộc chiến chẳng qua các người đều chưa phát hiện mà thôi tô dịch thuận miệng nói khi nói chuyện ánh mắt hắn xa xa nhìn trấn nhạc vương áo mũ trắng hơn tuyết kia trong ánh mắt có chức khác thường thật sao trong lòng ninh tự họa dùng mình lấy nội tình cùng nhãn lực của nàng thế mà lại chưa phát hiện trấn nhạc vương lúc trước nấp trong bóng tối điều này làm nàng ngoài giật mình cũng lại ý thức được thực lực vị vương khác họ trẻ tuổi này cũng nhất định không phải bình thường có thể so sánh không thi đạo nhân đến lúc này còn không lan ra đây cho bổn vương trong thung lũng trấn nhạc vương mộc khi cao giọng mở miệng hắn tay cầm chiến mâu bóng người lỗi lạc đôi mắt nhìn quanh tràn đầy phong thái ngạo thế thanh âm kia của hắn ù ù vang vọng thung lũng khiến ninh tự họa và thân cửu tung đều dùng mình không thôi khống thi đạo nhân đây chính là cao thủ hàng đầu nổi tiếng âm sát môn một bá chủ tà đạo cảnh nội đại chung mỗi người nói tới liền biến sắc đột nhiên dưới nham thạch một bên thung lũng chui ra một con rối giống như đứa trẻ trên khuôn mặt ngây thơ vô tà che kín từng đường may như con rết giữ tận dọa người con rối trẻ con ngẩng đầu nhìn về phía mộc khi nơi xa miệng tách ra lộ ra hai hàm răng sắc bén phát ra thanh âm bén nhọn như lưỡi cương va sát Chấn nhạc vương nghe trung mỗ khuyên một tiếng tốt nhất chớ xem vào nữa nếu không trung mỗ cam đoan ngươi dù là tuyệt thế kỳ tài mang đại khí vận cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ thanh âm phiêu đãng thung lũng làm người ta nổi da gà toàn thân đồ khốn kiếp dù là môn chủ âm sát môn người đến đây cũng không dám làm càn ở trước mặt bồn vương một khi hử lạnh một tiếng chiến mâu trong tay đâm một cái vào khoảng không phanh ngoài mấy chục trượng con rối trẻ con kia chợt nổ tung trên năm sẻ bảy ha ha đã như vậy chờ sau khi trấn nhà vương ngươi chết trung mỗ nhất định tự tay giúp ngươi nhặt xác nhất định luyện ngươi thành một khối thi khôi thật đẹp tiếng cười âm trầm lạnh lùng phiêu đãng ở trong thung lũng dần dần biến mất không thấy mộc hy không cho là đúng lắc lắc đầu keng hắn thu hồi chiến màu màu vàng ánh mắt nhìn về phía khương đàm vân và lô trưởng phong cách đó không xa nâng tay ném ra một cái bình ngọc nụ cười ấm áp nói đan dược trong bình này có thể giải thi độc mười hai vị lập tức nuốt dùng nếu chỉ hoãn tiếp chỉ sợ sẽ bị thi đầu công tâm. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong đồng loạt lộ ra vẻ mà cảm kích, chắp tay vái, đa tại trấn nhạc vương. Chứa khách khí, giải độc trước đi. Mục Hy cười sơ tay. Lúc này, hai người bọn Khương Đàm Vân đều nuốt dùng một viên đan dược, ngồi khoanh chân. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mục Hy thì mang ánh mắt xa xa nhìn về phía chỗ đám người tô dịch, cất cao giọng nói, ba vị bằng hữu, nơi đây đã không có nguy hiểm nữa, mời đến gặp một lần ninh tự họa và thân cửu tung đều mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch không thể nghi ngờ trấn nhà vương cũng đã sớm phát hiện tung tích bọn họ tô dịch chưa nói lập tức cất bước qua đó trung ương thung lũng thân cửu tung cười chào nhiều năm không gặp phong thái tiểu vương gia càng hơn trước kia lúc trước uy thế đánh giết bách luyện linh thi kia khiến thần mỗi nhìn mà than thở một khi cười sang sảng khiêm tốn nói vân quang hầu quá khen rồi nói xong ánh mắt hắn nhìn về phía ninh tự họa hơi chắp tay chào nói nếu bổn vương không đoán sai vị này là cung chủ thiên nguyên học cung ninh tự họa ninh đại nhân đúng không hàn khí vũ hiên ngang nói nói cười cười khiêm tốn ấm áp hoàn toàn không giống với phong phạm vừa rồi ngạo thị khi xét địch ninh tự họa gật gật đầu chưa nói thêm gì nhưng không thể không nói khí tức ấm áp khiêm tốn kia trên người mộc hy quả thực rất dễ dàng là người ta sinh ra hảo cảm ánh mắt mộc hy lại nhìn về phía tô dịch cười ôm quyền nói thứ lỗi tại hạ mắt kém xin hỏi tôn tính đại danh công tử thân cửu tung vội vàng giới thiệu tiểu vương gia vị này là tô dịch tô công tử họ tô một khi như có chút suy nghĩ chẳng lẽ là con em ngọc kinh thành tô ra cái này thân cửu tung do dự một phen ánh mắt nhìn về phía tô dịch tô dịch nói cái này có gì khó nói nói cho hắn cũng không sao thân cửu tung lúc này mới nói tiểu vương gia đoán không sai tô công tử chính là con của gia chủ tô gia tô hoàng lễ một khi cười lên nói tô gia là gia tộc hàng đầu thế gian nội tình hùng hậu tàng long ngoại hổ con em trong tộc không thiếu hạng người kinh thải tuyệt diễm bản vương nháy mắt đã nhìn ra tô công tử tất nhiên không phải hạng người tầm thường có thể so sánh đây đương nhiên là lời khách sáo dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi nhưng mộc hy cũng không lấy lệ cùng xem nhẹ tô dịch dù sao có thể cùng nhau hành động với ninh tự họa thân cửu tung cũng nhất định không có khả năng là nhân vật đơn giản mà đối mặt lời khách sáo của mộc hy tô dịch chỉ lấy lệ gật gật đầu nhưng hắn trái lại không từ đây xem nhẹ mộc hy vừa rồi khi ở nơi xa quan sát hắn đã phát hiện trên người vị trấn nhà vương trẻ tuổi nhất đại chu này có nơi khác hẳn bình thường trên thân có một tia bảo khí cực mơ hồ cũng chính bởi như thế đã dẫn lên một tia hứng thú của tô dịch hôm nay nhìn khoảng cách gần trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít manh mối trên người mộc khi này nhất định tồn tại bí bảo huyền diệu nào đó trong vô thanh vô tức khiến một thân khí tức của gã xảy ra biến hóa trở nên mơ hồ mà bình thản nếu không cẩn thận cảm ứng rất khó phát hiện loại khác thường nhỏ bé này lúc trước lực lượng cấm trận giao động kia sinh ra tiếng lầm bẩm đáng sợ cỡ nào làm hai người bọn khương đàm vân cũng gặp ảnh hưởng nghiêm trọng hãm sâu trong vòng vây tuyệt cảnh nhưng một khi lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng cái này chỉ sợ cũng có liên quan với món bí bảo kia trên người gã đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tô dịch trên thân mỗi người đều có bí mật một khi này có thể trẻ tuổi như thế nhảy vò trở thành vương khắc họ danh chấn thiên hạ tất nhiên cũng có kỳ ngộ và con bài chưa lật thuộc về chính gã nếu gã này là kẻ địch của ta thì tốt rồi như vậy có thể nhìn xem món bảo vật kia trên người hán vuốt cuộc lai lịch thế nào tô dịch có chút tức nuối lấy lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hán kiếp trước chỉ từ trong một tia bảo khí mờ mịt kia trên người mộc hy liền phán đoán ra bí bảo trên người gã nhất định không phải tầm thường nhưng tô dịch cũng chỉ là tò mò mà thôi lấy tính tình cùng thân phận hắn còn chưa thèm bởi vì một món bảo vật liền coi mộc hy là con mồi tự nhiên cũng sẽ không đi làm hoạt động giết người đoạt bảo cỡ đó lúc này mộc hy và ninh tự họa thân cửu tung đã bắt chuyện biết được đám người tô dịch cũng vì huyết đồ yêu sơn dị biến mà đến mộc hy cười mời bọn tô dịch đi cùng ninh tự họa và thân cửu tung thì mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch chuyện này tự nhiên do tô dịch quyết định đối với điều này tô dịch chưa từ chối hắn muốn nhìn xem ở trong hành động kế tiếp có thể thấy rõ diện mạo thật sự của một món bảo vật kia trên người mộc hy hay không mà khi nhìn thấy ninh tự họa và thân cửu tung nhân vật bực này lại để tô dịch đến làm quyết đoán làm trong lòng chấn nhạc vương mộc hy cũng dùng mình điều này cũng khiến hắn càng thêm ý thức được thân phận thiếu niên áo bảo xanh trước mắt này chỉ sợ cũng không phải con cháu ngọc kinh thành tô ra đơn giản như vậy lúc kế tiếp cùng nhau hành động trái lại phải chú ý người này nhiều hơn một chút một khi thầm nghĩ trong khi một khi nói chuyện với thân cửu tung ninh tự họa ngồi một mình ở trên tảng đá cúi đầu đọc một quyển sách trong tay đường nét khuôn mặt tinh xảo tràn đầy yên tĩnh cách đó không xa tô dịch lười biếng nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần khi khương đàm vân và lô trường phong tỉnh táo lại liền thấy được một màn như vậy. Hai vị cảm giác thế nào? Một khi cười, ánh mắt nhìn qua. Hai người bọn Khương Đàm Vân vội vàng đứng dậy, khom người vái nói, đa tạ tiểu vương gia trượng nghĩa ra tay, ân cứu mạng cỡ này, hai chúng ta nhất định ghi khác trong lòng, cọn đời không quên. Thanh âm lộ ra cảm kích phát ra từ phế phủ. Hai vị không cần khách khí. Một khi cười sơ tay. Nói xong, hắn chủ động giới thiệu tô dịch cùng ninh tự họa cho hai người. Khi biết được thân phận ninh tự họa, hai người đều động dung, không dám tự đại, lần lượt chào. Mà khi biết được thân phận của tô dịch, hai người rõ ràng đều ngẩn ra một phen. Trước kia bọn họ căn bản không biết, dưới gối gia chủ ngọc kinh thành tô gia, còn có một đứa con tên là tô dịch. Chẳng qua, trong lòng tuy nghi hoặc, hai người ở trên cấp bậc lễ nghĩa vẫn chưa chậm trễ, tiến lên chào. Tô dịch khẽ gật gật đầu, thu hồi ghế mây, nói, đi thôi. Nói xong, đã hướng phía trước bước đi. Ninh tự họa và thân cửu tung thấy vậy, rất tự nhiên theo sau đó khương đàm vân và lô trưởng phong thì ngần ra một phen, đều có chút kinh ngạc ở đây có cung chủ thiên nguyên học cung có vân quang hồ hùng cứ nhất phương cũng có chấn nhạc vương vị tồn tại danh chấn thiên hạ này nhưng bây giờ tô dịch gã con cháu ngọc kinh thành tô gia này lại nói đi là đi cũng không đi hỏi ý tứ người khác thế này tỏ ra quá chuyên quyền độc đoán rồi hơn nữa vừa rồi khi chào tô dịch tô dịch luôn ngồi ở trên ghế mây làm trong lòng khương đàm vân và lô trưởng phong đều có chút không thoải mái cảm nhận đối với tô dịch cũng kém đi rất nhiều nhưng hai người dù sao nhìn quen mưa gió mắt thấy ninh tự họa và thân cửu tung đều chưa nói cái gì bọn họ cũng chỉ giấu bất mãn ở trong lòng chưa biểu hiện ra ngoài vị tô công tử này không phải bình thường có thể so sánh cách nói năng cử chỉ cũng khác với bình thường hai vị chớ có nghĩ nhiều một khi nhìn khương đàm vân và lô trường phong một cái thật sâu cười mở miệng đúng rồi hai vị muốn cùng nhau hành động hay không khương đàm vân và lô trường phong liếc nhau đều sảng khoái đáp ứng có thể cùng hành động với trấn nhạc vương cái này tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn không chỉ hoãn nữa mộc hy dẫn theo hai người bọn khương đàm vân đuổi theo bọn tô dịch cùng nhau hướng chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn bước đi tiểu vương ra lúc trước người nói vây khốn hai chúng ta là người của âm sát môn chẳng lẽ thế lực tà đạo này lại cho tàng lại cháy trên đường khương đàm vân không khỏi hỏi hắn là đại trưởng lão không động học cung màu da đen uy nghiêm ngay thẳng không sai mộc hy thuận miệng nói theo tin tức ta đạt được âm sát môn tựa như nắm giữ không ít bí mật có liên quan với trận dị biến này của huyết đồ yêu sơn lần này bọn hắn xuất động một đám đại nhân vật cực kỳ lợi hại cùng nhau hành động rõ ràng là mưu đồ rất lớn như khống thi đạo nhân trung hào vừa rồi đó là một trong chín vị trưởng lão tổng đà âm sát môn một nhân vật độc ác tông sư tầng 4, tinh thông khống thi thuật hung danh lan xa nghe vậy khương Đảm vân và lô trưởng phong đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bọn họ trước đó đã thiếu chút nữa gặp tai ương ngập đầu vừa nghĩ đến kế tiếp còn có thể đụng phải những gốc giả dạ cứng kia của âm sát môn trong lòng cũng không tránh khỏi nghiêm nghị em sát môn tô dịch như có chút suy nghĩ khối hồn ngọc kia có liên quan thân thế khuynh oản chính là hô duyên hải từ sâu trong huyết đồ yêu sơn này mang ra mà trước đó không lâu tô dịch đã biết được hô duyên hải thân là đại chủ phân đảo cổn châu đáp ứng lời mời tới tổng đà âm sát môn nghe nói là mưu đồ một việc lớn hôm nay người âm sát môn lại xuất hiện ở đây tất cả cái này rất dễ dàng khiến tô dịch làm ra một cái suy đoán việc lớn âm sát môn mưu đồ chỉ sợ cũng ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này hơn nữa hồ duyên hải rất có thể cũng tham dự vào nếu như thế Vậy thì dễ xử lý rồi, có lẽ khi điều tra được chân tướng dị biến ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra một ít chuyện có liên quan với thâm thế khuynh oản. Tô dịch thầm nghĩ, sau nửa canh giờ, trong núi non hoang dã tràn ngập sương mù máu nơi xa đột nhiên có một bóng người lao ra. Đây là một người trung niên áo bào đen, hàm én dâu hổ, gò má cương nghị góc cạnh rõ ràng như đao chém dìu bổ. Chính là đại trưởng lão tinh nhai học cung bộc ấp, tồn tại tông sư tầng 4 đỉnh phong. Tiểu vương gia ở ngoài 30 dặm, có một cái khe rãnh thật lớn người âm sát môn hôm nay đóng quân ở phụ cận một cái khe rãnh đó bộc ấp tiến lên chào một khi gật gật đầu giới thiệu cho bộc ấp thân phận đám người ninh tự họa tô dịch mọi người lần lượt chào hàn huyên một chút liền tiếp tục bước về phía trước trong thiên địa huyết sát nồng đậm như sương mù không tan được sau khi đến nơi này trời đất yên tĩnh áp lực tĩnh đến đáng sợ dọc theo đường đi không gặp được bất cứ một yêu thú nào nữa đoàn người đều trở nên cảnh giác đều tự nắm binh khí trong tay cẩn thận dù là chấn nhạc vương mộc hy cũng nắm trong tay một cây chiến mô màu, màu vàng kia không dám sơ ý duy chỉ có tô dịch như hoàn toàn không cảm thấy chắp tay sau lưng dáng vẻ nhàn nhã thần thái như vậy khiến khương đàm vân cảm thấy rất chói mát nhíu mày nhắc nhở tô công tử chớ có sơ ý nơi này hung hiểm khó lường nhỡ đâu xảy ra biến cố gì chúng ta dù cứu giúp sợ cũng không kịp cứu lô trường phong cũng giọng điệu lạnh nhạt nói không sai đợi lát nữa ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì tô công tử vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn nhìn như là nhắc nhở, thực ra cũng là đang biểu đạt không vui. Khi lần đầu gặp mặt, tô dịch đã để lại ấn tượng xấu cho bọn họ. Ở quan niệm chủ quan ảnh hưởng, làm bọn họ khi lại thấy bộ dáng lười nhắc đó của tô dịch lúc này, đều rất không thoải mái. Mạnh như mộc hy, ninh tự họa bọn họ, đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận mà đi. Nhưng thiếu niên áo bào xanh này lại một bộ dáng lười nhác lưỡng thững sân vắng, ai không biết, còn tưởng hắn là đang du sơn ngoạn thủy. Thường nghĩ, tô dịch hắn một khi xảy ra nguy hiểm, không phải vẫn là do bọn họ những người này ra tay giúp đỡ. Nếu không phải ngại bởi thân phận, Khương Đàm Vân cũng đã nhịn không được lớn tiếng khiển trách Tô Dịch. Các ngươi quản cho tốt bản thân là được rồi. Tô Dịch ngẩn ra một phen, không cho là đúng lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên nghe ra một tia bất mãn kia trong khẩu khí của hai người Khương Đàm Vân, nhưng cũng lười so đo cái gì với bọn họ. Tô công tử đây là nói gì vậy? Khương Đàm Vân nhíu mày càng chặt hơn nữa, chúng ta hôm nay là cùng một trận doanh, ăn nguy của ngươi, chúng ta có thể nào không để ý tới. Huống chi, trên đường kế tiếp, nhất định vô cùng nguy hiểm, nếu tô công tử ngươi xảy ra sai sót gì, chúng ta nào nhận tâm. Đoạn lời này, đã có chút không khách khí. Trong lòng lô trường phong cũng khó chịu một phen, bọn họ tốt bụng nhắc nhở, nhưng tiểu tử, tử này lại không cảm kích, thực sự không biết tốt xấu. Ninh tự họa và thân cửu tung đều không khỏi buồn cười, nhìn ra Khương Đàm Vân tựa như có chút bất mãn với tô dịch. Hoặc là nói, Khương Đàm Vân tự cao thân phận, mang tô dịch coi là con cháu bình thường của Ngọc Kinh thành tô ra để đối đãi. Trong lời ngoài lời, như trưởng bối đang gian dạy tiểu bối không nên thân không khỏi có hiểm nghi cậy già lên mặt mộc khi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của tô dịch thấy hắn lạnh nhạt như cũ hoàn toàn không nổi giận trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia thất vọng sau đó hắn cười sang sảng nói khương trưởng lão ngươi chưa có khinh thường tô công tử cổ nhân có câu kẻ lòng có chống đánh mà mặt như hồ nước phẳng có thể bái thượng tướng quân tô công tử là như thế bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh túc gì các phim khương đàm vân ngẩn ra như không ngờ mộc hy sẽ nói chuyện thay tô dịch trầm mặc một lát hắn gật đầu nói tiểu vương gia cũng nói như vậy xem ra thật là khương mỗ hiểu lầm rồi đến tận đây hắn không nói thêm cái gì nữa nhưng ai cũng phát hiện khương đàm vân vẫn chưa thay đổi ý kiến đối với tô dịch đây là thành kiến ấn tượng đầu tiên một khi không tốt sẽ hình thành thành kiến cùng nhận biết vào trước là chủ hả lại tiến lên không lâu tô dịch đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đó là hầu như cùng lúc đám người mộc hy ninh tự họa đều như có phát hiện ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời nơi xa chỉ thấy trong hư không ngưng kết chín đoá hoa sen màu máu yêu dị thật lớn mỗi một đoá hoa sen đều là do lực lượng huyết sát nồng đậm đến mức tận cùng ngưng tụ lớn chiến trượng tạo trận thế cửu cung lơ lửng ở dưới bầu trời quỷ dị là trung ương hoa sen huyết sát kia từng tia từng luồng màu máu lượn lờ xoay tròn như vòng xoáy xoay tròn không ngớt xa xa nhìn đã làm thần hồn người ta rung động toàn thân phát lạnh cái này tựa như là lực lượng của một tòa đại trận trong mắt mộc ghi dâng lên ánh sao rực rỡ, tựa như nhìn thấu rất nhiều huyền cơ. đi, chúng ta đi qua nhìn xem. rất nhanh, đoàn người đã tới trước một khe rãnh thật lớn. cái khe rãnh này liền như một vết nứt trên mặt đất, dưới vết nứt sâu không thấy đáy, huyết sát cuồn cuộn từ trong đó tuôn trào ra, lao thẳng lên bầu trời. mà dưới bầu trời lơ lửng chín đóa hoa sen huyết sát thật lớn, tương đương lúc nào cũng được chỗ lực lượng huyết sát này tầm bổ, trở nên càng thêm kiểu diễm yêu dị, làm người ta giật mình là ở hai bên của một vết nứt trên mặt đất kia đều phân bố những tòa tế đàn cổ xưa, cộng lại 108 tòa. Mỗi một tòa tế đàn đều toàn thân đen xì, cao khoảng 9 thước, khắc hình kỳ dị hoàn toàn khác nhau. Thùng, thùng, thùng. Khi đám người Tô Dịch đến, nhất thời vang lên một tràng thanh âm nặng nề như nổi trống, từ sâu trong vết nứt sâu không thấy đáy kia truyền ra. Thanh âm đó tựa như quy luật vận động đại địa, mang theo lực lượng độc đáo mà đáng sợ, hung hăng nện ở trong lòng mỗi người, làm mọi người cứng đờ cả người khí huyết toàn thân cũng thiếu chút nữa hỗn loạn, khổ sở muốn ho ra máu. Chỉ có ba người tô dịch, mộc hy, ninh tự họa, lại như hoàn toàn không cảm thấy, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng khi nghe được thanh âm cổ quái mà thần bí này, ba người cũng đều lộ ra nét kinh ngạc. Chín đóa hoa sen huyết sát ngang trời, 108 tòa tế đàn đứng sừng sững hai bên vết nứt, ở sâu trong vết nứt thì có thanh âm quy luật vận động thần bí chưa biết truyền ra. Tất cả cái này đều thoạt nhìn quỷ dị như vậy. Xem ra, lần này huyết đồ yêu sơn dị biến, chính là đến từ nơi này. Một khi ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt hiện lên một tia chờ mong. Nơi này, rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào? Lại có đúng như trong lời đồn, chưa giấu một di tích, có tuyệt thế trọng bảo để lại trong đó hay không? Tâm tình người khác cũng đều phập phồng. Đột nhiên, một thanh âm băng lạnh bén nhọn vang lên, chấn nhạc phương, trung mỗ từng sớm khuyên các ngươi chớ xen vào, nhưng các ngươi lại cố tình không nghe, thật sự muốn tự tìm đường chết hay sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy phía sau một ngọn đồi núi thấp bé bên cạnh vết nứt khổng lồ kia có một đám bóng người đi ra cầm đầu là nam tử áo bào xanh lục gò má hẹp dài đầu đội mũ cao hắn làn da trắng bệch hốc mắt hãm sâu trong tay mang theo một cái đèn lồng giấy màu đen khí tức âm lạnh quỷ bí giống như từ trong địa ngục đi ra ở phía sau nam tử áo bào xanh lục một đám xác sống vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt dại ra đi theo có nam có nữ cả người bốc hơi sát khí màu đen nồng đậm không thi đạo nhân trung hào một trong chín vị trưởng lão âm sát môn tinh thông khống thi thuật có được tu vi tông sư tầng bốn đỉnh phong lão già nơi đây chẳng lẽ chỉ một mình ngươi một khi ánh mắt như điện cao giọng mở miệng đối phó các ngươi một mình trung mỗ là đủ trung hào mỉm cười thanh âm bén nhọn chói tai như lưỡi cơm ma sát đương nhiên nếu các ngươi giờ phút này rời khỏi ngay trung mỗ tự nhiên sẽ không hạ sát thủ một khi cười lên nói bổn vương trái lại muốn xem xem người tên khốn kiếp không ra người không ra quỷ bực này có bao nhiêu năng lực thế mà lại dám to mồm không biết ngượng như vậy tiếng như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa hắn áo mũ trắng hơn tuyết tay cầm chiến mâu màu vàng theo thúc giục một thân tu vi một uy thế cường đại theo đó khuếch tán ra khí nuốt núi sông hư lời hay khó khuyên quỷ đáng chết đã như thế trung mũ bây giờ liền đưa các người lên đường trung hào hử lạnh một tiếng tay trái để chống khẽ lật có thêm một cái khay đồng tròn giống như mai rùa theo đầu ngón tay hắn vạch một cái ở trên khay đồng ông dưới bầu trời Chín đóa hoa sen huyết sát thật lớn trượt sinh ra một chuỗi tiếng nổ vang kỳ dị, ngay sau đó, 108 tòa tế đàn hai bên vết nứt khổng lồ kia trên đại địa đều đồng loạt run lên, như từ trong yên lặng thức tỉnh lại. Âm uhm, trời đất dung chuyển, một tiếng lầm bầm tối nghĩa vang vọng, như quỷ vật nói nhỏ, lại như ác quỷ kêu quái dị dữ tợn. Lực lượng vô hình quỷ dị kia, giống như thủy triều khuếch tán ra, là lực lượng cấm trận kia dao động, khuôn mặt Ninh Tự Họa khẽ biến sắc, khác với lúc trước ở trên đường gặp được tiếng lầm bầm giờ phút này sinh ra tiếng lầm bầm giống như sóng gió biển gầm nổ vang như sấm đáng sợ cực điểm không tốt một cái trước mắt này tinh nhai học cung đại trưởng lão bộc ấp không động học cung đại trưởng lão khương đàm vân nhị trưởng lão lô trường phong cùng với thân cửu tung đều như bị xét đánh thần hồn đau đớn như xé rách trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khổ sở không chịu nổi chính là ninh tự họa cũng không khỏi phát ra tiếng kêu rên bóng người lắc lư lảo đảo khuôn mặt no nớt hiện lên một mảng tái nhợt hơn nữa theo tiếng lầm bẩm kia ập tới còn họ ai cũng như uống say có người lào đào ông đầu kêu đau khổ không nói nổi uổng có một thân tu vi lại đều không thể chống đỡ cùng hóa giải tiếng lầm bầm cỡ đó xâm nhập cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ trấn nhạc vương nhìn thấy chưa ở dưới cửu cung tòa âm trận của âm sát môn ta các trợ thủ kia của người hoàn toàn không chịu nổi một đòn nơi xa chuyển đến tiếng cười bén nhỏ đắc ý của khống thi đạo nhân trung mỗ cũng không phải nói ngoa dù là lục địa thần tiên đến đây cũng không chịu nổi đà kích bực này dưới bầu trời chín đoá hoa sen huyết sát thật lớn lay động cấu kết lực lượng 108 tòa tế đàn trên mặt đất phóng ra từng đợt tiếng lầm bầm tối nghĩa như từng đợt thủy chiều khuếch tán ở trước mặt lực lượng cấm trận khủng bố cỡ này cường đại như võ đạo tông sư cũng tỏ ra yếu ớt như vậy các vị tạm nhịn một chút bổn vương đi giết kẻ này một khi quát to một tiếng bóng người như tia chớp bóng dưng lao về phía khống thị đạo nhân nơi xa keng hắn tay áo phất phới chiến mâu màu vàng trong tay ngang trời trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí giống như một vị chiến thần bệ nghệ cản khôn uy thế đáng sợ quả nhiên gã này có con bài chưa lật khác thần hồn chưa chịu chấn động nhìn thấy một khi đánh tới khống thi đạo nhân như không bất ngờ ngược lại khinh miệt lắc lắc đầu nói chấn nhạc vương ngươi thực cho rằng nơi đây chỉ một mình trung mỗ vừa dứt lời ầm um, trong một tràng chớp loài sấm rền một cự hán tay cầm song chùy bóng người khôi ngô tóc đỏ như máu ngang trời lướt ra đồ hồng một trong chín vị trưởng lão tổng đà âm sát môn trời sinh thần lực, hiếu sát thành tính, hung ác điên cuồng thô bạo, có hung danh huyết thủ nhân đồ. Đồ hồng vừa xuất hiện, đã quát to một tiếng, vung một đôi chùy khổng lồ trong tay, hung hăng đánh về phía Mộc khi. Âm, uhm. cây chùy khổng lồ như núi, mang theo dòng lũ lực lượng cuồng bạo, bá đạo vô cùng. Cút ra! Mộc khi hử lạnh một tiếng, chiến màu màu vàng trong tay bổ mạnh, mang theo một dòng lũ hủy diệt màu vàng. Keng! Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người cự hán tóc đỏ đồ hồng bị hung hăng đánh bay đi đập mặt đất xuất hiện một cái hố to đá vụn bay tứ tung vị nhân vật hung dữ tông sư tầng 4 này ở trong chính diện cứng đối cứng thế mà lại không địch lại một đòn của mộc hy mà mộc hy thì không chút chỉ hoãn tiếp tục lao về phía khống thi đạo nhân hắn liếc một cái nhìn ra trận bàn trong tay khống thi đạo nhân đó là chỗ mấu chốt điều khiển tiếng lầm bầm quỷ dị kia chỉ cần hủy diệt trận bàn thế cục chắc chắn sẽ nghịch chuyển từ đây còn không đợi mộc hy tới gần bỗng nhiên một nữ tử áo bào đen bỗng dưng xuất hiện quỷ dị che ở trên con đường phía trước hắn nữ tử áo bào đen này làn da trắng nõn tướng mạo thanh tú một đôi mắt lại bày ra màu xanh lam âm u yêu dị nàng vẫy đôi tay áo lưỡi đào gió màu máu gào thét lao ra đầy trời như dợp trời dợp đất thổi quét đi không gian như tấm vải bị ngọn gió màu máu dày đặc xé rách ra vô số khe hở hẹp dài nhìn gây người Con người một khi hơi co lại chợt hít sâu một hơi chiến mâu màu vàng đâm một cú ngang trời đốt âm um một mảng hồ quang màu vàng trở xuất hiện, mấy trăm hơn một ngàn, tự như sấm sét diệt thế, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, bổ vỡ vô số lưỡi đao gió màu máu kia, sinh ra tiếng nổ vang phành phành phành, mưa ánh sáng bắn tung tóe. lên, trong miệng nữ tử áo bào đen phát ra một tiếng rít, ở trước người nàng trở xuất hiện ra một cơn bão màu máu cao mấy chục trượng, xé rách không gian. âm âm, bóng người màu khi nhất thời bị cuốn vào trong cơn bão, lắc lư lảo đảo, giống lá rụng bị lốc xoáy xé rách, cực kỳ hung hiểm. nhưng trong nháy mắt trên người một khi nở rộ ra thần huy màu vàng lấp lánh chiến mô màu vàng trong tay đảo qua phá ầm một tiếng cơn bão màu máu cao mấy chục trượng cất tiếng nổ tung nữ tử áo bào đen phát ra tiếng kêu rên bóng người lảo đảo con người màu xanh lam yêu dị hiện lên một mảng giật mình chấn nhạc vương này thật mạnh trong cơn mưa ánh sáng tung bay bóng dáng mộc khi như một giải lụa tốc độ cao cầm chiến màu màu vàng đánh tới nữ tử áo bào đen không dám trần chờ nâng tay lắc một chuỗi chuông màu máu áo sát khí màu đen cuồn cuộn bỗng dưng tràn ra, giống như mở ra cánh cổng địa ngục, một đám âm hồn ác quỷ theo đó lao ra. Chúng nó gào thét, xít gào, lấy thế dợp trời dợp đất lao về phía Mộc hy. Cùng lúc đó, cự hán tóc đỏ đồ hồng một lần nữa lao tới, vung cây chùy lớn, từ phía sau tấn công Mộc hy. Mộc hy nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, nói, đây là các ngươi tự mình muốn chết. Tay áo bảo hắn phồng lên, lòng bàn tay trái lặng yên xuất hiện một cái ngọc quậy đỏ tươi như thiêu đốt. Một chớp mắt này, khi thế trên người Mộc Hy liên tiếp tăng vọt, so với vừa rồi cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Một màn như vậy, vừa vặn bị Tô Dịch vẫn luôn chú ý chiến đấu bắt giữ được, trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Một khối ngọc bội trên linh thần huyết biến thành, trách không được có thể ở trong thế tục chi giới này, trẻ tuổi như thế trở thành một vị vương khác họ. Lúc trước, Tô Dịch đã có phỏng đoán, hoài nghi trên người Mộc Hy giấu một món bí bảo vô cùng không tệ. Mà bây giờ, khi nhìn thấy ngọc bội tràn ngập thần tính kia trong lòng bàn tay trái Mộc Hy, Tô Dịch nhất thời đã rõ cái gọi là chân linh thần huyết đó là bổn nguyên tinh huyết của chân linh thần thú bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố có được uy năng thần diệu khó lường đặt ở đại hoang cửu châu một khối ngọc bội do chân linh thần huyết biến thành như vậy cũng có thể nói là bảo vật hiếm có trên đời có thể dẫn tới nhân vật hoàng cảnh thèm nhỏ dãi cùng cướp đoạt không thể nghi ngờ khối ngọc bội này là chỗ dựa cường đại nhất của chấn nhà vương mộc hy nhưng đối với tô dịch mà nói hắn càng thêm tò mò là mộc hy từ nơi nào kiếm được một khối ngọc bội như vậy dù sao đây là thế tục chi giới ở dưới thiên địa linh khí cằn cỗi thiếu thốn cỡ này căn bản không có khả năng sinh ra chân linh thần thú tồn tại khủng bố trời sinh đất dưỡng vực này trên thân kẻ này khẳng định còn có bí mật khác tô dịch thầm nghĩ bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim âm uhm. trong chiến trường đại chiến bùng nổ sau khi thúc giục lực lượng ngọc bội màu khi như có thần giúp tung hoành ngang dọc trong mấy cái chớp mắt mà thôi đã đánh tan nữ tử áo bào đen cùng đồ hồng kia liên thủ ngăn chặn nữ tử áo bào đen bị thương ho ra máu tóc tai bù xù trước ngực đồ hồng xuất hiện một vết máu hẹp dài da chóc thịt bong máu tươi đầm đìa ánh mắt hai người nhìn về phía một khi đều mang theo nét kinh hãi kiêng kỵ đều không ngờ vị vương khác họ trẻ tuổi nhất đại chu này vậy mà lại cường đại như thế giết một khi tay áo phần phật phung chiến mâu lại lần nữa lao tới ngay lúc này một tiếng than thở vang lên không thẹn là chấn nhạc vương nếu cho ngươi mười năm thời gian nữa đại chu này sợ là lại phải có thêm một đã hồng tham thương tiếng thở dài phiêu đãng trong trời đất một nam tử áo trắng bỗng dưng đi ra hắn râu tóc xám trắng khuôn mặt võ vàng trong mắt toát ra sự tang thương ở một cái chớp mắt đó xuất hiện nhẹ nhàng vung bàn tay phải âm uhm. phòng lôi kích động đám mây máu quay cuồng một cái thủ ấn thật lớn ngưng tụ mỗi một đốt ngón tay đều to như cột đá mang theo ánh sáng màu máu chói mắt đánh ngang ra huyết ma đại thủ ấn ầm uhm một tiếng bóng người một khi nháng lên vậy mà bị chấn động lui ra một bước con người hắn chợt co rụt lại nhận ra thân phận nam tử áo trắng này vẻ mặt hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng phó môn chủ âm sát môn hoa liễu diệp nam tử áo trắng mỉm cười nói không ngờ chấn nhạc vương thế mà cũng biết tên của bỉ nhân trong mắt mộc hy tuôn trào ánh sao khiếp người người đời đều cho rằng ngươi sớm ở 10 năm trước đã bị quốc sư hồng tham thương đánh chết hôm nay xem ra người đời đều bị ngươi lừa rồi hoa liễu diệp một vị bá chủ tà đạo càng là một vị tiên thiên võ tông danh chấn thiên hạ hung danh của hắn sớm ở mấy chục năm trước đã chuyển khắp thiên hạ được coi là lão ma đầu có thể sánh vai cùng quốc sư Hồng Tham Thương. Mười năm trước, Hồng Tham Thương ước chiến hoa liễu diệp ở đỉnh chân võ sơn của Đại Chu. Trận này cuối cùng lấy quốc sư Hồng Tham Thương thắng và hạ màn. Mà theo người xem cuộc chiến nói, ở cuối cùng trận quyết đấu này, hoa liễu diệp bị quốc sư Hồng Tham Thương một kiếm xuyên người, từ đó chết bất đắc kỳ tử, xác hắn cũng bị Hồng Tham Thương ném xuống sông Thiên Lan dưới vách núi. Nhưng một khi lại không ngờ, hôm nay sau 10 năm, lại ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này một lần nữa gặp được hoa liễu diệp lão ma đầu này tin tức này nếu chuyển ra thế nào cũng dẫn phát cao thấp đại chu chấn động dù sao hoa liễu diệp hung danh quá vang dội mấy chục năm trước đã tùng hoành tiên thiên võ tông thiên hạ từng nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu mộc hy như đối mặt đại địch hoa liễu diệp xuất hiện khiến hắn ý thức được thế cục nghiêm trọng trấn nhạc vương hoa mỗ luôn yêu quý nhân tài người trẻ tuổi có đại khí vận giống người vực này đặt ở cảnh nội đại chu cũng ít ỏi không có mấy nếu ngươi nguyện ý cúi đầu quy thuận bái vào trong âm sát môn việc hôm nay hoa mũ có thể mở một mặt lưới cách đó không xa hoa liễu diệp áo trắng tóc xám mỉm cười mở miệng thậm chí hoa mũ không ngại mang chiếc phó môn chủ trên người chắp tay nhường Mộc khi cười lạnh lão già nghĩ cũng hay quá keng hắn giơ lên chiến mâu màu vàng trong tay xa xa chỉ vào hoa liễu diệp nói năm đó quốc sư hồng tham thương không giết được ngươi không đại biểu Mộc khi ta không thể chém đầu của ngươi thanh âm lạnh như băng còn đang quanh quần Mộc khi đã hùng mạnh tấn công bóng người hắn như cầu vồng hư ảo lấp lánh mang theo sát khí ngập trời đánh về phía hoa liễu diệp hoa liễu diệp không khỏi khẽ lắc đầu thở dài nói trấn nhạc vương thiên thời địa lợi ta đã chiếm hết lại nào sẽ liều mình chiến đấu với ngươi trong tay hắn lặng yên có thêm một thanh kiếm gỗ toàn thân như mực ngọc cũng không phải ngọc sắt cũng không phải sắt nhẹ nhàng đâm một cái vào khoảng không chấn ít ỏi một chữ như đất bằng dậy sấm 108 tòa tế đàn thần bí nổ vang chờ xuất hiện ra ký hiệu tối nghĩa dược trời dợp đất ở trên không đột nhiên phát họa ra một tòa thần sơn nguy nga tỏa ra vô lượng thần huy ở trước mặt thần sơn khổng lồ nguy nga cỡ này bóng người một khi giống như muối bỏ biển nhỏ bé vô cùng ầm ầm hư không hỗn loạn thần sơn chấn áp xuống bóng người một khi cứng đờ dừng ở giữa không trung bị một luồng lực lượng chấn áp kinh khủng bao trùm gần cốt toàn thân đều phát ra tiếng đẻ ép ma sát như không chịu nổi gánh nặng hắn đột nhiên biến sắc lên một khi nghiến răng điên cuồng thúc dục ngọc bụi đỏ tươi trong tay trái một thân khí tức như lật sông nghiêng biển bùng nổ bốc lên mà trên đỉnh đầu, loáng thoáng, thế mà lại ngưng tụ thành hình thái một con huyết kỳ lân, chân đạp núi sông, miệng ngậm nhật nguyệt, mắt như vực máu, thần uy vô lượng. Trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một khi thế mà cứng rắn chống đỡ được thần sơn kia chấn áp. Một người một núi, rằng có không thôi. Một màn bực này, khiến hoa liễu diệp cũng không khỏi động dung, ánh mắt hắn thì bị ngọc bụi đỏ tươi trong tay trái một khi hấp dẫn chặt chẽ. Chấn nhạc vương, đây là chỗ dựa để ngươi có thể tung hoành thiên hạ sao, quả nhiên là một món dị bảo khó lường. Hoa Liễu Diệp kinh ngạc than thở, trong ánh mắt cũng không thể ức chế hiện lên một màng nóng cháy. Hắn tiên thiên võ tông bực này, làm sao nhìn không ra, ngọc bụi đỏ tươi kia thần dị huyền diệu cỡ nào. Sau đó, Hoa Liễu Diệp cúi đầu nhìn nhìn kiếm gỗ màu đen trong tay, ánh mắt nổi lên một tia nhu hòa, lẩm bẩm, đương nhiên, ngươi cũng không kém. Đáng chết. Một khi sắc mặt âm trầm, hắn áp lực gấp bội, thấp thỏm lo âu. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Hoa Liễu Diệp lão ma đầu này vậy mà lại âm hiểm như thế, căn bản không cứng đối cứng với mình mà là điều động lực lượng cấm trận nơi đây áp chế mình. Càng làm hắn rét lạnh trong lòng là, cho dù bằng vào lân huyết ngọc bội trong tay, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không thể thật sự phá vỡ thần sơn do lực lượng tòa cấm trận kia biến thành. Điều trách ta vì mưu đồ cảnh giới tông sư thật sự viên mãn không sức mẻ, dẫn tới lấy tu vi hôm nay, căn bản không thể phát huy ra uy năng thật sự của lân huyết ngọc bội, nếu không, sao có thể bị áp chế đến mức như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Mộc khi vô cùng sốt ruột. Lúc này, cửu cung tòa âm trận bị khống thi đạo nhân thao túng còn đang vận chuyển tiếng lầm bẩm quỷ dị như thủy triều không ngừng khước tán bốn người bộc ấp thân cửu tung khương đàm vân lô trường phong đều thống khổ không chịu nổi cả người bị mồ hôi lạnh thấm đẫm khí cơ toàn thân đều ở bên bờ vực hỗn loạn bọn họ lúc này đã không có gì khác với đánh mất sức chiến đấu ninh tự họa tương đối tốt hơn chút chỉ là nhìn vẻ mặt hơi thống khổ đó của nàng thân hồn cũng rõ ràng gặp phải chấn động hả mà khi xa xa phát hiện tình cảnh của tô dịch mộc hy không khỏi ngần ngơ chỉ thấy tô dịch chắp tay sau lưng sáng vẻ nhàn nhã đứng ở nơi đó ánh mắt sai sưa đánh giá 108 tòa tế đàn kia ung dung hoàn toàn chưa chịu bất cứ một điều ảnh hưởng nào kẻ này đang làm cái gì mộc hy có chút ngẩn ra trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm xúc phát điên không tên cũng lúc nào rồi kẻ này tại sao không có lấy một chút phản ứng không đúng hắn chỉ là tu vi tụ khí cảnh ta không nên gửi gắm hy vọng ở trên người hắn chỉ là loại bộ dáng bằng quan đặt mình ra ngoài này của hắn thật đúng là chọc tức người ta mà. Như phát hiện ánh mắt của Mộc Hy, Tô Dịch hơi ngẩng đầu, hỏi, còn có thể chống đỡ không? Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim? Đương nhiên, Mộc Hy không cần nghi ngợi. Tô Dịch ồ một tiếng, liền rời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía một tòa tế đàn cách đó không xa. Giống như trên tế đàn kia có huyền cơ vô cùng không tệ, hấp dẫn tâm thần của hắn. Mộc khi lại bị bộ dáng thờ ơ này của hắn chọc tức đến mức cân xanh trên trán giật giật, thiếu chút nỡ hộc máu hắn vốn tưởng tô dịch tuy còn trẻ nhưng đã có thể sánh vai mà đi cùng ninh tự họa thân cửu tung hơn nữa còn cực được hai người tôn trọng nghĩ hẳn cũng là nhân vật thâm tàng bất độ ai ngờ khi gặp được đại hung hiểm khủng bố vực này kẻ này vậy mà lại không có lấy một chút phản ứng ồ lúc này hoa liễu diệp cũng phát hiện một màn này nghe để tô dịch cùng một khi đối thoại khi nhìn thấy tô dịch không chịu lực lượng cửu cung tỏa âm trận ảnh hưởng hoa liễu diệp cũng không khỏi bất ngờ có chút kinh ngạc hai người các ngươi đi mang tiểu gia hỏa kia lại đây ta hoài nghi trên người hắn có bí bảo có thể giúp hắn chống đỡ lực lượng cấm trận công kích ánh mắt hoa liễu diệp nhìn về phía nữ tử áo bào đen cùng đồ hồng thuận miệng hạ đặt mệnh lệnh thấy vậy trong lòng mộc khi không hiểu sao hơi sảng khoái gã này cuối cùng sắp bị báo ứng rồi nhưng khi nhìn thấy nữ tử áo bào đen và đồ hồng cùng nhau lao về phía tô dịch mộc hy lại không khỏi lo lắng một phen hắn không khỏi quát to tô dịch ngươi còn ngây ra ở đó làm chi chạy mau đi tô dịch lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn về phía những tòa tế đàn kia ngẩng đầu mỉm cười với Mộc Hy, nói, kiên trì, ta bây giờ tới cứu ngươi. Lời nói tùy ý. Mộc Hy ngẩn ngơ, ngươi cái gã này bản thân cũng khó bảo toàn, còn tuyên bố tới cứu ta. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn đi theo đồ ra đi. Trong tiếng cười lớn như sấm, cự hán tóc đỏ đồ hồng đã lao tới, bóng người như núi, mang theo uy thế bức người. Một vị nhân vật tông sư tầng 4 đỉnh phong như vậy, cho dù vừa rồi ở trong quyết đấu với Mộc Hy bị thương, một thân hùng uy vẫn cực kỳ đáng sợ. Nhưng, hắn như sợ thương tổn đến tô dịch chuyên môn để dành một cái tay phải như diều hô vồ thỏ chộp về phía tô dịch ánh mắt tô dịch lẳng lặng nhìn hắn tới gần khóe môi nổi lên một độ cong lạnh buốt thẳng đến lúc bàn tay to như quạt hương bồ kia của đồ hồng chộp tới hắn tùy ý vươn ra tay phải nâng vung đập chỉ thấy tay phải đồ hồng chờ bị nắm lấy ngay sau đó bóng người khôi ngô như ngọn núi nhỏ đó của gã đã bị vung đến giữa không trung mà theo cổ tay tô dịch phát lực bóng người gã như cọc gỗ hung hăng đập trên mặt đất dầm Mặt đất rung chuyển, đá vụn bay tứ tung, mặt đất cũng đập ra một cái hố to hình người, lại nhìn đầu hồng, vỡ đầu chảy máu, má lún xuống, mặt sám mày cho, xương cốt toàn thân không biết bị chấn gãy bao nhiêu cái. Hắn mềm nhũn như bùn, khí cơ toàn thân đều bị đập sụp đổ tán loạn, cả người run rẩy miệng phun máu tươi, như lên cơn co giật. Mộc hy, Hoa Liễu Diệp, Không Thi đạo nhân, nữ tử áo bào đen, không khí quỷ dị tĩnh mịch xuống, đều bị một màn này kinh động. Ta năm nay tuy chỉ 17 tuổi, nhưng ta phiền nhất người khác gọi ta tiểu gia hỏa, biết không? Tô dịch nghiêm túc nói xong, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái. Phanh! Đầu đồ, đồ hồng vỡ toang ra như dưa hấu, chất lòng màu đỏ trắng bắn tung tóe. Muốn chết! Trong miệng nữ tử áo bào đen phát ra một tiếng rít, dựng ngón tay cắt một cái. ầm ầm. Vô số lưỡi đao gió màu máu thổi quét ra dày đặc, cuồng bạo sắc bén. Tô dịch vung tay áo bào. Ngàn lưỡi đao gió đồng loạt nổ tung, hóa thành một phấn. Con người nữ tử áo bào đen trượt co rụt lại, còn chưa chờ nàng phản ứng, bóng người tô dịch đã đột ngột xuất hiện ở trước người người nói tô mỗ tìm chết hôm nay đều đã không ở nhân thế ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ trong thanh âm lạnh nhạt tùy ý hắn nâng tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cái chán trơn bóng của nữ tử áo bào đen động tác gõ đầu này bình thường là hành động vô cùng thân thiết nam tử đối với nữ tử người già đối với trẻ con đặc biệt thích gõ đầu một cái thể hiện thích hoặc là trách nhưng khi một ngón tay này của tô dịch gõ xuống nữ tử áo bào đen vị tồn tại cảnh giới tông sư tầng bốn này lại chỉ cảm thấy đầu nổ tung, thân hồn ở nháy mắt tan vỡ, trong tích tắc đã mất ý thức. Sau đó, bóng người xinh đẹp của nàng vô thành vô tức cuộc ngã xuống đất. Mục Hi hít một ngụm khí lạnh, ngẩn ra, gã này, không thi đạo nhân đang khống chế cửu cung tòa linh trận cứng ngắc cả người, trong lòng lạnh toát, sắc mặt biến đổi hẳn. Khốn kiếp! Hoa Liễu Diệp tức giận, ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo nét lạnh lẽo âm trầm làm người ta sợ hãi. Tay áo bảo của hắn tung bay, nâng lên kiếm gỗ màu đen như mực trong tay, cách không trung đâm một cái về phía tô dịch âm một trăm lẻ tám tòa tế đàn lại lần nữa nổ vang chờ xuất hiện phủ lục hoa văn như thủy triều ở trên không ngừng kết thành một tòa thần sơn nguy nga ống rừng xuất hiện ở trên đỉnh đầu tô dịch chấn áp xuống hào quang hừng hực trên thần sơn phóng ra uy năng chấn áp ép nổ cả không gian sinh ra tiếng nổ vang ù ù trong lòng mộc khi căng thẳng nói mau tránh hắn vẫn luôn đối kháng với thần sơn cấm trận biến thành bực này cái này còn may mà có lực lượng lân huyết ngọc bội mới có thể chống đỡ đến bây giờ nếu không sợ là đã sớm đi đời nhà ma lúc này nhìn thấy hoa liễu diệp rời lại trò cũ lấy phép này đối phó tô dịch trong lòng hắn sao có thể không khẩn trương tô dịch cười cười chưa nói gì thằng đến lúc nhìn thần sơn thần huy hừng hực kia áp bách tới hắn gặp ngón tay búng một cái Xẹt. một đạo chỉ lực như kiếm khí cách không đánh lên trên một tòa tế đàn cổ xưa cách đó không xa mặt ngoài tế đàn kia vẽ một bức hình phù lục hoa văn rậm rạp phức tạp giống như nhiều tầng vòng xoáy chồng chất cùng một chỗ mà một đạo trì lực này của tô dịch vừa vặn đánh trúng nơi trung ương của nhiều tầng vòng xoáy âm uhm. nhất thời thần sơn Nguyên nga áp bách tới chợt tán loạn giống như ở trên không đỉnh đầu tô dịch nở rộ một đám khói lửa cực lớn rực rỡ đẹp đẽ một khi vốn khẩn trương lo lắng bất ngờ không kịp đề phòng thấy một màn như vậy kinh ngạc tới mức cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống hoa liễu diệp cũng không khỏi ngây ra một phen đầu óc dại ra hoa liễu diệp quả thực bị chấn động rồi thân là một thế hệ bá chủ của tà đạo thế gian hắn từng gặp không biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nhưng một màn trước mắt này hoàn toàn vượt qua nhận biết của hắn dẫn tới cũng thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt của mình ngươi là như thế nào làm được hoa liễu diệp theo bản năng hỏi ra tô dịch thuận miệng nói đại trận ngay tại nơi đó có thể bị ngươi lợi dụng tự nhiên cũng có thể bị ta lợi dụng điều đó không có khả năng kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người